này. Vô mấy chị ơi, trời ơi hôm nay xả lên banh nóc luôn mấy chị. Em chỉ chờ một ngày lạnh thôi em xả lên cho mấy chị thôi nè. Vô mấy chị ơi. Tám bỏ đâu à? Chị im đi nha chị Châu. Trưa nay xeo lên banh nóc mấy chị. Ai thích fan của Len với lại lạnh lạnh rồi nè mấy chị. Giảm mấy lạnh cho tao ta. Ngồi tao lạnh thêm. Có 24 độ quá chị. 26 độ. Vô mấy chị ơi. Chưa nay em xả lên xả đồ nhiều lắm mấy chị ơi. Vô mấy chế ơi. Nghe nhỏ ơi. Nghe nhỏ ở trên nè. Cái gì thùng như chị Năm để không? Chia sẻ cho em cái mấy chị ơi. Vô nè mấy chị nào pha. Chị nào mà fan của em thì nay vô em bán rẻ cho nè mấy chị ơi. Chị nào bỏ lại to bay. Rồi mấy chị ơi vô vô giùm em nha. Em ơi mấy cái bộ hao hắc 3D còn lẻ lẻ nhiều không? Đếm coi. Hôm nay đồ nhiều lắm á chị. Đi đầm Tết đồ có hết trơn luôn rồi mấy chết. Vô đi mấy chết. Cho chị mấy bộ 3D chị bán. Còn nhiều đây bán hết thì được. 50.000 đầu like rồi. Rồi bộ 3D đi mấy chị ơi, 50k đầu like nè mấy chết. Ngẫu nhiên mẫu giùm em nè. Ai lấy comment 3D 55 ưu tiên nha, 50.000 đầu like. Này vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn, còn ít còn tầm 20 bộ thôi. 50k đầu like mấy chị. Tối chị không thầy, đồ bộ tối em xả tiếp. Giờ em like, em xả lên mấy chị. Lên. Phương Phương coi Zalo chị Phương Phương liền kìa em ơi. Phương Phương coi Zalo liền giùm. Zalo 50.000 ngẫu nhiên mẫu giùm em ha. Chị nào thích hai bộ thì nói hai bộ em lấy hai màu khác nhau. Đó, chị có ưu tiên cho mấy chị đầu like cho hết luôn nè, xả hàng á mấy chị. Dung lên một bộ ok chị có nè. Phương Thùy một bộ ok nè, có nè, 50.000 thôi đầu like. Từ Nhiễm ok nè, ok chị ơi. Rồi chị Hạnh Nguyễn ok nè chị ơi, 50k đầu like giùm em ha. Chia sẻ giùm em cái mấy chị. 50.000 mấy chị ơi, trời ơi siêu rẻ luôn. Rồi chị Từ Nhiễm thêm bộ khác mẫu nè em ơi. Trên nè, đấy nè. Rồi chị trầm thêm là hai bộ khác mẫu luôn ok chị ơi. Trầm thêm hai bộ khác mẫu nè. Rồi năm bộ màu tối ha. Chị Giang Nguyễn hai bộ thôi chị ơi, để em bán 50.000. Đi cho mấy chị hai bộ màu tối nha. Ok hai bộ thôi. Rồi hai bộ cho Linh Trương luôn nè, ok chị ơi. 50.000. Hoa Trần này là bơm hàng bên em, mua hàng giao tới kêu không có tiền rồi, giờ không có tiền xong mua nữa má. Hoa Trần gì đây? Ở phường 111 Bảy Thạy, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, thành phố mà vậy đó. Rồi Trần Nga, ok chị ơi. À mở like tắt tiếng giùm cái thôi. Mấy gì nè. Không có ngoài. Tôi lên đĩa bây giờ á. Ngọc Anh Vũ ok chị ơi, không biết. Bụng mắt ánh mắt ta chạm nhau nhìn thấy ghê. Rồi em qua Phạm luôn ok chị ơi. Không có lửng về tự cắt lửng nha mấy chị. 50.000 quá trời rẻ rồi. Vậy mấy chị tự cắt lửng muốn đùi cắt đùi lên lửng cắt lửng. 50.000 ưu tiên đầu like. Hai bộ cho Phương Hồng luôn nè. Muốn lửng muốn đùi về tự cắt lên mấy chị. Này bán gì tặng á. Hạnh My hai bộ luôn nha. Lâu lâu mấy em mới bán cho mấy chị về thôi.
Rồi chị Liên luôn, ok chị ơi. Rồi gắm lụa hai bộ luôn, ok cô gắm ơi. Gắm cho bà mặc cái con mít kỳ cho bà trẻ lại 5 tuổi, 10 tuổi lên đi. Rồi hai bộ cho Hạnh My có rồi nha. Rồi mà hai bộ khác mẫu nha, còn nghe thì nghe nãy lấy mẫu rồi phải không? Chắn Quỳnh một bộ luôn hả, ok 50.000 mấy chị ơi, hai bộ. Chị Linh Chương lấy rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi đi. Rồi chị Lê Nguyễn ok. Còn mền đúng em? Mền hả, còn có một mẫu thôi chị. Mà em còn ba cái, em để lên cái em đi xe hơi còn bán hai cái. Rồi, Mai Châu nè. Mai Châu hai bộ nè. Mền 200 còn hai cái. Trần Quang Vinh hai bộ nè. Mền hầm một lớp á còn hai cái. Ủa cái hai lớp còn ta? Từ Nhiễm rồi, Tú Vi luôn nè. Cái hai lớp còn em. Hết rồi chị. Hết luôn hả? Ủa bữa chị thấy còn mấy? Còn một cái lấy cho chị kia nè. Huỳnh Linh nè. Nay có lên Đàm không? Có chị, chờ xíu đi. Tú Ngọc luôn nè. Tú Ngọc còn bộ nè. Tâm Thanh bộ nè. Thanh Ngọc nè. Rồi mai ai dự bị đi em ơi. Ai mai xả thì để cho chị khác. Thầy Dương ok luôn nè. Coi có còn không mấy đứa ơi. Mấy bộ AD này còn lấy bán cho khách hết nè. Rồi Hạnh Nguyễn một luôn nè. Còn nhất lấy rồi. Rồi 3D coi lựa kỹ nha. Còn thì đem ra xả cho khách luôn nha. Rồi 50.000 bộ 3D, ai lấy thì lấy, không lấy thì không, mất chết. Rồi em lên cho mình mẫu đầm này luôn nè, chứ lại sale lên luôn mấy chị. Hôm nay sale nhiều lắm mấy chết. Đó còn mấy bộ pyjama thì có là không. Không. Nè cái đầm này cho mấy chị mặc Tết nè. Rồi đúng, đúng. Cũng dễ thương luôn mấy chết. 270 270 rồi, không lấy chuột thôi. Thêm Ngọc hết rồi má ơi. À với ba lô bé bên chị còn luôn chị. Để cái đó mấy bữa em xả cho. Rất là dễ thương luôn, 270 một cái đầm. Từ 50 đến 85 kg mặc được mấy chị. 50 85 270, cái này là chất len mịn nha mấy chị nha. Len mịn mặc dễ thương mấy chị. Mặc len mịn 270 đầm Tết. Rồi, ai lấy comment giùm em 50-85kg có size 270. Em lấy mấy mẫu đầm Tết xong em qua cho mình hàng sale luôn mấy chị. Rồi, hai cái 80 cho Thạch Hồng, ok chị. Kim Phượng sao bơm hàng bên em đây. Ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ba má Kim Phượng sao bơm hàng bên em đi chị. Rồi, 3D hết rồi, không còn nha. Trần Đức lấy đang mặc sao nhỏ. Rồi 270 đầm đang mặc dễ thương lắm mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. 270 từ 50 đến 85kg em có size nha mấy chị nha. 270 một đầm dính đá màu đỏ đơn giản mà mặc dễ thương không. Rồi mấy chị, không chị ơi, không có một, còn có một màu gu xì à, còn có mẫu gu xì thôi chị ơi. Mình còn có mẫu gu xì thôi, có cái Jenny xả ra mẫu khác. À, có Jenny xả mờ nó mẫu khác đó chị. Lấy in hình mai lấy cho. Jenny hôm bữa xả đơn có ba cái mờ ấy. Thư Nguyễn nè. Đỏ nè, ok chị ơi. 270.000. Ai lấy đỏ comment đỏ giùm em cái. Chị lấy áo gì đâu. Em lo từ lâu rồi. Ờ đưa đây, thấy đây. Để thôi. À đầm đang mặc phải gì, lên. Còn sao nước còn một người. Nước. Rồi chia sẻ giùm em mấy chị ơi, chia sẻ giùm em mấy trẻ ơi. Rồi ai lấy comment nha nè. Đầm 270 giùm em cái. Rồi mẫu này đi mấy chị. Chị đầm hả ta? Đầm đi mấy chị. Cái này ngoài. Đầm 80kg vừa không em? Vừa chị. Rồi mẫu đầm này mấy chị, em xem cho mấy chị với giá là 150.000. Áo phông dài chứ mấy đầm nha, 150 giùm em. 150. Hàng này là 300 mấy đó mấy chị, em xem 150.000. Ai lấy comment cái này hàng sale nha, chị nào mua lựa kỹ nha mấy chị.
50-80kg, áo phông dài sale 150. Siêu rẻ luôn đó chị. Công ty cho chị nào đây? 150. 150.000. Xem áo len lại đi. À, chị đầm 80, cho em rặn lấy cái đầm trước em 270-80kg, size 12 á. Size 12. Thấy size 12 không? Ê, cái size nằm trên cái bịch kìa. Đó, ừ đúng rồi, size 120, đúng rồi. Rồi mấy chị ơi, đang mặc 150.000. Đầm len. Đầm len mới gửi ra là 270, một cái đỏ 52 nè, ok chị. Trời ơi, cái áo phông dài 150.000, hàng 300 mấy nguyên mấy chị. Tại cái này là nó qua mẫu mấy chị, hình này hình con kem vô, hình con cọp mấy chị. Sale 150. Hàng này của em 360, 370, sale mấy chị 150. 270 cho Chương Baby size nhỏ. Ủa size anh? Chương Baby 65kg, size 110. Rồi 150 cho chị Tâm Thanh nè. Hàng 300 mấy mấy chị ơi, sale 150.000. Con Tiger mấy chị, con cọp Tiger nha, sale là 150 giùm em cái. Hàng xả giùm em nha. Lạnh lạnh rồi mấy chị. Cái này mình mặc rồi với lại quần ngố ngố rồi đẹp lắm. Minh Nhiên ok. Rồi ai lấy comment giùm em ha. Cọp 150 mấy chị, 150.000 mấy chị. Trời ơi quá trời rẻ luôn. Ai lấy comment giùm em cái. 150 cho Trần Nga, ok chị. Đẹp không lấy tiền. Giá xe bánh bèo mấy chơi. Rồi, xuyên con heo luôn. À, Nguyễn Thị Ngọc Yến 63kg 270 cái chị bận luôn. Nè cái đầm 270 em có cái mẫu này nè. Em lên cho mấy chị luôn màu đen nè. Lắc từ từ em lên từ mới chết. 115. Cái đỏ hồi nãy em có đen nữa nè. 270 em có đen nữa nè. Đen với đỏ. Ủa cái này xanh đen chứ lộn. Xanh đen đó chị. Xanh đen. Hình ơi, chị thích màu đen hay màu đậm? Chị thích đen á thì chị nói em lấy đen, còn thích màu xanh đậm thì nói lấy xanh đậm nha. Tại cái quần đó em còn. Thích màu nào bao nhiêu ký nói đi để em giờ không có like được quần, nhưng mà chị lấy thì để em lấy cho. Rồi mấy chị đang mặc mấy chị 270. Cái tay nè, cái cổ là cổ tàu cái gì nè, thấy không? Tay nè, rất là đẹp luôn. 50-80kg bận giùm em. Ai lấy comment giùm em cái. Ủa quần này đâu ra còn lớp rồi. Hả? Mới lồi vô. Rồi mấy chị. Đi rồi. 45-80kg. Quần này là rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng này là 220, em xem mấy chị 100k. Quần đang mặc là quần dạng như kaki á mấy chị. Thun siêu đẹp luôn giùm em. Đầm đỏ cho Từ Nhiễm 80 em. Chụp hình rồi biết hôm qua rồi. Ok Nguyễn Kim ha. Ok chị. Xanh đỏ hai áo. Chân hồ xanh đỏ hai áo. Chân hồ xanh đỏ hai áo. Lấy đỏ luôn 270. Rồi đang bận cho mấy chị. 100.000. Quần 100.000 cho Phương Thùy ok chị ơi. Nhanh nha. Số lượng ít rồi đó, không có nhiều đâu. Hàng 200 mấy. Chỉ có một cây như vậy thôi. Hàng em xả đơn của khách sĩ. Đó, hẳn vậy đó. Rồi, quần nè, Phương Thùy là 80kg đúng không? Rồi, để em coi. 80kg. Ok, đó, 100.000. 100.000 kèm số ký xin đậm một ít. Hình xin số điện thoại liền đi chị. Tam Thanh xe nhỏ, ok. Tam Thanh nhỏ. Rồi Dung Lê, ok chị ơi, Dung Lê 85, Mỹ Trinh nhiêu ký má ơi, Tiết Nhung nhiêu ký, trời ơi kèm số ký mấy chị. Khang Ngân 60. Học mấy chị không kèm số ký em không để đâu nha, 73. Dung Ngọc 73, Lê 75. 100.000, 80 cho chị Liên. Hai quần 80 cho Thảo Trúc, ok chị. Nhanh tay có hàng mấy chứ. Tay hết hàng. Linh Chương 80kg. Chị đầm 270 màu xanh, đen 80kg và hai cái đỏ mà. Hai áo đỏ và hai áo xanh đen. Áo đỏ xanh đen gì chị? Trên eo đặn lấy cái đầm màu xanh thôi nè. 80kg nè. 270. Dâu tay 65, ok chị. Dâu tay quần 65 100.000. Mấy Nhung Lê là 55kg. Ok chị.
Lê Thị Diệu 72. Đây là bán chi ơn nha mấy chị nha. Quần 68 Nguyễn Ánh Kim. Có chị Kim ơi. 70 cho Mỹ Trinh có chị ơi, 100.000 mấy chị nhanh tay. 85 cho Tiết Nhung ok chị ơi. Có cho Tiết Nhung luôn. 67 cho Hoàng Lan ok chị có. Rồi. Ok Phương Thị xã ok. Rồi, thoải mái một chút, quần màu xanh đen. Vừa rồi chị mua quần màu quần màu đen em lấy chị bận vừa ôm chút, quần này lấy lớn hơn chút size. Thoải mái chút 60 kg. Ok chị Huỳnh bỏ lên trên em cái quần 440 nghìn. Chân 7 58 quần. Ok chị có. 100.000 mấy chị. Nguyễn Ngọc Thanh Hương 80 kg có. Quần vải siêu đẹp ở bên đập phải bàn. Lê Nguyễn 52. Hàng 200 mấy đó chị. Rồi, áo. Áo xanh 70 mét 67 thì bùi cái đầm. 270. Quần đang mặc là dạng kaki không mới chị. Hai túi siêu đẹp. 100k. Ai lấy comment giùm em liền nha, 100.000 mấy chị ơi. 100 tiền giùm em. Quần màu đen thui mấy chị, quần đen. Rồi ai lấy đen comment đen. Có 100.000 mấy chị, còn mấy cái nữa hết rồi. 100 tiền giùm em cái hàng sale. Thảo chút là 60 kg 100 luôn nè. Thảo chút nè, Nguyễn Ngọc Thanh Hương thêm cái nữa nè. Nguyễn Ngọc Thanh Hương thêm cái. Rồi mấy chị ơi, còn mấy cái nữa nhanh tay mấy chị hết rồi á. Còn mấy cái nè. Còn 4 cái có 100k cái quá trời rẻ mấy chị. 72 chiến trần ha, ok. Chiến trần 72 có chị ơi. Rồi. Rồi áo len sale nè mấy chị ơi. Lạnh rồi mấy chế mua len sale nha. Chị lấy đầm đỏ nha. Lành đòn lấy 65. Quần 100.000 lành đòn 65. Kim Liên đổ là 70 kg. Ok. Phương Huyền nhiêu ký chị? Rồi áo len nè mấy chị. Áo len này 26. Em xem 100k. 50-55kg mã 100.000. Trời ơi, vừa bán vừa tặng mấy chị nha. Rất là mát, không có nóng. Mã 100.000 nha mấy chị. Ai lấy comment liền giùm em. Giờ em dơ từng ấy lên nha. Tại hàng rẻ nhiều lắm. Áo đi mấy chị. Phương Huyền ok. Chị Phương Huyền nhiêu ký vậy? Mấy cái này là 200 mấy một cái mấy chị. Minh Nhiên hết quần rồi. Lên quần mới đăng, chờ xíu đi chị. Chị lấy cái áo đỏ em đi. Chị coi lại cái áo đỏ đi. Cái đầm đỏ đúng không? Đầm đỏ 270 nha mấy chị. Đầm đỏ này 270. Còn cái đầm mà cái áo mà cái áo phân dài em mới xem 150. Đầm đỏ là 270. Đầm dịch ly còn nhưng mà chưa có like được ha. Rồi đầm đỏ nè. Cái này em có đỏ với xanh đen 270. Rồi cái áo đang mặc nè. Hai túi 100.000 cái. 70 kg. Rồi ai lấy mã 1 100.000 giùm em nha. Mã 1 100.000. Mấy cái này mặc bụi lắm mấy chị. Mã 2 100.000 luôn. 50-75 kg. Áo len mã 2 100k luôn. Ai lấy mã 2 100 comment 100. Cái này lùi lại luôn. Vừa 80 kg mặc được. Rồi cái áo này còn cái em xem cái gì. 190 55 80kg 190. Mã 2 cho toàn nhất em là 100.000. 55 80kg 190.000. Ai lấy comment 190 giùm em. Hơi bị rẻ luôn. Còn mấy cái áo len hình con cọp nè mấy chị. Mấy cái áo len hình con cọp á là em xem mấy chị vừa bán vừa tặng 150.000. Nè, mấy cái áo len hình cọp nè. 50-80kg mặc vừa 150. Đó. 190 cho Lê Nga ok. Mấy cái áo len hình con cọp này em sale với chị 150.000. Form dài mấy chị mặc cái legging ở dưới đẹp lắm dễ thương, nó mấy chị. Rồi ai lấy áo len hình cọp comment hình cọp giùm em 150.000 giùm em ha. Áo trắng rồi chị Lê Nga em biết rồi. Hình cọp 150. Ai lấy cọp comment cọp giùm em cái. 150.000 mấy chị ơi. Còn mấy cái len trong kia có lai lôi đậu ra chưa ạ?
5 miếng ok. Rồi em thảy 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 lẹ qua đây đi chị, đi chị xe với nó lẻ cho khách luôn nè. Cho mấy chị mặc cho nó ấm nè. Rồi thảy vô. Rồi đây nè. Rồi mấy chị ơi, 150 em chấp cho Ngọc Anh Vũ ok. Thảy thảy. Rồi cháo này em bán cho mấy chị 90 ngàn. Cái này là hàng hai mấy hết đó chị, nhưng mà giờ cuối năm nè em xả rẻ lên cho mấy chị, chất đẹp ơi là đẹp, chín hơi mặc ấm nha mấy chị, 90 ngàn giùm em. Rồi ai lấy mã giờ em lên mã nha, chị nào mua được mấy cái này hơi bị rẻ luôn nè. Lúc trước em bán 220, 230 một cái này, mã một đi mấy chị, 90 ngàn mã một, mã hai 100k ưu tiên cho mấy chị lên, 80kg loại áo khoác mã hai 100 ngàn mã 2. Cái này vừa bán vừa tặng không nha mấy chị nha. Hàng là hàng xịn giùm em á, chứ không phải mấy cái hàng cùi bắp đâu mấy chị. Mã số 2 100 ngàn giùm em. Mã 1 90 cho Khanh Trần ok chị. Mã 2 80kg mặc giùm em. Bụi lắm luôn. 100 ngàn mã 2. Mấy chị lựa hàng này kỹ giùm em nha, tại vì em xả nha. Mã 3 ưu tiên nè. Đó, mấy chị thấy mấy cái áo đẹp chưa? 200 mấy không á. Còn 300 ngàn mã 3 100 ngàn. Mã số 3 100. Ai lấy liền comment liền mấy chị, thiệt đầm đỏ bãi gì lên chị. Mã 3 100 ngàn mấy chị. Năm ngoái á, mày hàng này của năm ngoái em bán 250 ngàn, không có hàng bán luôn, khách xả ra mới còn. Năm nay ưu tiên cho mình luôn, cuối năm. Mã 3 em chốt cho chị Khanh Trần luôn. Mã 4 100 ngàn luôn, nhanh tay nha. Mã 4 100 ưu tiên chị nào comment nhanh nhất mã 4. Rồi mã 5 luôn mấy chị, 100 ngàn mã 5. Mã 5 100k luôn, trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. Mấy cái này đẹp xuất nhất lách giùm em. Rồi mã 5 100 ngàn luôn. Không mua tiếc mấy chị. Mã 5 100 giùm em. Mã 4 cho Quỳnh Quỳnh nha. Rồi mã 5 cho Tâm Thanh luôn, rồi ok chị. Rồi mã 6 giùm em luôn, 100 ngàn luôn. Mã 6 á chị ưu tiên chia sẻ like giùm em mấy chị. Mã 6 100 luôn. Mã 6 100. Có chị nào nhỏ nhỏ con thích mặc đầm sexy không mấy chị? Đầm beo sexy nè, có mặc đầm beo sexy không? Ai lấy em tặng cho nè. Cái này tầm 40-52kg thôi. Đầm sexy beo, ai mặc được không? Cái này chị nào có ngực nha, cuột lên vậy nè, rất là đẹp. Mã 6 chứ Tâm Thanh luôn. Mã 5 hết đúng không em? Rồi tặng cho chị Trang Nguyễn nè. Rồi xong. Đẹp xuất sắc, trời ơi, cái áo 230 đẹp xuất sắc chưa? Khỏi nói. Rồi cái bộ len này mấy chị. Bộ len này em bán cho mấy chị 100 ngàn luôn. 45, 65kg mặc vừa, 100 ngàn len. Ai lấy bộ comment. Comment mã số 6. Ủa mã 7 chứ. Mã 7 bộ len 100k. Ưu tiên nha mấy chị nha. Mã 8 bộ len 100k luôn. Mã số 8 bộ len 100 ngàn. 100k cho Trang Nguyễn bộ. Rồi mã 8. Mã 8 bộ 100 ngàn luôn, ưu tiên nha. Rồi mã 9 bộ 100 ngàn luôn. Hết rồi, 7 hết rồi. Rồi mã 9 bộ 100 luôn. Mã 8 cho Nguyễn Thu. Rồi 9, 100 ngàn. Rồi mã 10 cái áo 100 ngàn luôn. Mã 9 em chốt Thanh Lam. Rồi mã 10 áo 100 ngàn luôn. Mã 10 100, mã 10 100. Ai lấy 10 comment 10 giùm em 100 ngàn. Em xả kho mấy chị, cho nên chị nào mua lựa kỹ giùm em ha. Mã 10 100. 11 100 luôn. Trời ơi quá trời rẻ, vậy hàng 200 mấy của em không á. 11 100, 10 100 nè, 11 100. 10 em chứ Khanh Trần nha. Rồi 10, 12 100.
bao rẻ luôn, 12,100 ngàn luôn. Ưu tiên cho mấy chị cho hết. 12 10 hết rồi, giờ 11, 12 nếu chị có 100 ngàn à, bá chị rẻ. 12 chốt cho chị giờ dư lê, còn 11, còn 11 nha, còn 11, còn 11, ai lấy 11 comment 11. Rồi mấy chị ơi, trời dễ thương không, ưu tiên áo lông cừu xây 150 ngàn, 11 em chốt cho Trần Thị Xuân Thảo áo lông cừu, em xem mấy chị 150 lông cừu, 50-80 mặc được hết lông cừu, lông cừu 150 quá rẻ luôn mấy chị. Mã 13,150, 13,150 giùm em, 13,150, 150 chứ Phụ Nguyễn nha. Rồi mấy chị cái đàm này luôn, cái đàm này ưu tiên cho mình mặc luôn, eo vì nha, 50-75 gì mặc được hết, cái đàm này bán 100 ngàn xanh. Rồi mã 14,100, 14,100 ngàn, 14 giùm em, 14,100k. Cái này là cái đầm đó 280 mấy chị, cái đầm đó em bán 280, em xe cho mấy chị 100 ngàn đầm, ưu tiên á, chị nào mua này bán 100 cái thạch hồng gia ly 100, ok chị rồi hết. Rồi cái áo giùm em luôn 100 ngàn, trời ơi cái áo này 270-280 không chị, dễ thương không, siêu đẹp giùm em 100k, ưu tiên cái lô này cho mình đó, 100 ngàn mã 15, 55-75 ký 100 ngàn mã 15. Còn cái đầm beo giống nãy chị nào nhỏ nhỏ con tặng nè, còn cái đầm beo chị nào nhỏ nhỏ con tặng, mình thấy tặng mình có mặc được đâu mình giờ mày, thôi giờ có được ăn. Mặc được tôi đi chơi mặc rồi. Rồi 15 em chốt cho chị Tuyết Nhung. Rồi ai lấy tặng comment tặng giùm em, tặng beo quá chị dễ thương. Mimi Gia Hân tặng, ok chị nè, chia sẻ bấm like giùm em một cái mấy chị ơi. Rồi cháo này mấy chị dễ thương không, 100 ngàn, 100 ngàn mã 16, áo tay dài đen 100 mã 16 siêu đẹp, chất len cực kỳ mịn, 100 ngàn mã 16 nè. Cái cổ của nó đó chị, cái cổ nó dễ thương lắm này, mình mặc mặc áo xong cái mình chọn cái mình lên cái mình làm cái vai khó khác thì dễ thương lắm đó. Rồi ai lấy mã 16 comment 16, 16 100k, 16 100 ngàn, 17 cái đầm còn rớt một cái, 17 xe 100 luôn, 16 cho Thư Nguyễn nè, 17 xe 100 nha, chắc ăn giùm em lựa nha, ngày mai xả hàng em xả hết đơn nha, nói trước nha. Rồi mấy cái hàng này em không có ấy nha mấy chị. Rồi 17 nha mấy chị, 17 100 ngàn, 17 100 mấy chị, 17 chứ Tâm Thanh. Rồi 18 nha mấy chị, 100 ngàn luôn, 18 100 luôn, cái áo này rất là dễ thương nè, cái này mấy chị gài đây là xong. Rồi 18 trăm cành luôn, 18 trăm luôn mấy chị, 19 mấy chị ơi, 19 trăm cành luôn, 55-80 ký mặt 19 trăm cành luôn. Rồi 18 chứ Tâm Thanh luôn. Rồi 19 luôn giùm em cái 19. Trời ơi 290 một áo mấy chị. Ủa cái này giống như áo quy vậy, chết mẹ rồi áo quy mà. 19 100 em chốt cho chị Quê Hương. Rồi chơi luôn, áo này áo quy mấy chị, hàng cao lắm á, 300-400 cái. Rồi mấy chị 100 ngàn luôn cho mình áo quy luôn nè, mã này mã 20 100. Rồi 21 100 luôn, cái này nói chung phong này 75 ký mà giờ mặc được hết nha. 20 em chốt cho chị Nguyễn Điệp, 21 100 luôn. Mã 22 150 giùm em, trời ơi cái mã này 300 mấy quen. Mã 22 150, 21 hết, ồ 21 còn hả? 21 còn, 21 100, 22 150, cái áo 150 này mặc đúng dễ thương. 20 hết rồi, không còn, có 1 cái thôi. Hai mươi mốt 50-70 ký mặc màu xanh màu trắng 150, xanh trắng 150 mấy chị, bao đẹp luôn.
xanh và trắng 150.000 giùm em, 100.000 luôn đi. 100.000 luôn đi tại nó bị một vết. Một vết tầm nhưng mà không có lộ nhiều lắm đâu mấy chị, trắng xanh 100 luôn. Xả mã 4, hình hình xả 4 rồi, xả đơn luôn đi em ơi. Ủa rảnh rồi má. Hình hình xả đơn. Nguyễn. Lửa cho đã, dành cho đã rồi xả mấy chị. Rồi trắng cái da ly 100 luôn. Nó xả đơn luôn đi em ơi, phải cho chị bán luôn nè. Rồi đã nói, người ta nói là hả hàng lượt tỷ dùm cái má. Rồi mấy chị 22.100.000 luôn mấy chị, 22.100 luôn, 22.100. Rồi cái đầm kim tuyến kim sa này em bán cho mấy chị là giá 150 luôn. Hàng này 300 mấy. Em chứ đặng ngọc dầu ok chị. Rồi cái đầm kim sa xem 150 luôn. Rồi 24.100.000 luôn. Cáo 24 xem 100 luôn. Ai lấy comment 150 cho Diễm Kiều ok chị. Rồi 24 xem 100 luôn mấy chị. 24 100.000. Ai lấy 24 comment 24. 24 24. 24 cho Nguyễn Sinh Ly ok chị ơi. 25 cái khoác xe 150 luôn. 25 cái khoác sọc 150.000, 25. 25 25 hỏi cái này gì vậy? Đầm hả? Rồi mấy chị, cái áo khoác này bữa mới bán cho mấy chị là 370 đúng không? Hai xe cho mình 300 cho hết luôn. Ưu tiên nha, ưu tiên mùa lạnh nha. Cực kỳ xịn sò đẹp, không mua tiếc giùm em cái. 25 còn. 25 em chốt cho chị Nguyễn Ánh Kim, 25. Cái áo khoác VIP giùm em sale 300. 50-75kg mặt vừa. Siêu đẹp, có cái nơ 300.000. Từ từ lên đầm sale luôn á chị. Ủa mấy cái đầm lên đâu rồi? Để ngoài. Xong đem ray, cho chị sale luôn cái. Chị vô bé ơi. Rồi đang mặc với chị 300 đẹp lắm. Từ từ vô nó khổ. Đang mặc mẫu này hơi bị đẹp luôn, phát 300 cho Zalo nè, ok chị. Diễm Thí 300 nè. Diễm Thí 300 ok. Nè cái này mấy chị mở ra, mấy chị phát sơ cũng sang nha. Đó, trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Tết mấy chị du lịch chưa, phát sơ nó cũng sang sành sòi giùm em luôn. Có 300 tiền thôi mấy chị, hàng viết giùm em nha. Rồi em còn 3 cái nhất hết, đẩy em lên. Chị cáo này 290. Xem 200 luôn cho mình luôn. 290 xả 200 luôn. Không có nên đập giùm ly chị ơi. 300 cho chị Thư Nguyễn ok chị. 50-75kg 200. Ai lấy khoác đang mặc comment. 50-75-200 mấy chị ơi. Đang bận 200 giùm em. Còn áo sơ mi tay ngắn không ạ? Còn chị. Từ để em lai từ từ mới chết. 200 giùm em nha. Rồi chị cáo này đẹp ơi đẹp luôn rồi mới chết. Phát 300 hết hàng rồi, 200 cho Tâm Thanh ok chị. 300 còn. Em còn hết đây đúng không? 300 em chốt cho đổ trăm nè, còn nè. Rồi có ai phát 300 nữa không? Chánh Quỳnh 300 nè, ok chị. 300 cho Chánh Quỳnh nè. Rồi còn ai 300 nữa không? Kiều Tiên hết 300 luôn nè. Áo khoác đỏ 200 chốt Trần Mười Lan em ơi. Rồi cái áo này đi mấy chị, mặc mát lắm. Hàng này là 250 mấy chị. Thử em nhập vô còn không có giá 100.000 luôn mà em bán cho mấy chị giá 100.000 luôn. Áo này là 250 nha. 50-75kg xe 100k. Quần riêng chờ đi, quần riêng em. Từ từ chị lấy sao đi chị ơi, quần riêng chưa lai được. Giờ em ngắt lai lên xả rồi. Rồi đang mặc đi mấy chế. À khoác 200 luôn còn không em? Hết rồi. Hết 200 rồi chị. Trần Thị Toan khoác 300. Trần Thị Toan có khoác 300 nha. Khoác 300 gì Lê Thấm nè. Ồ đẹp không tắt chị ơi. Khoác 300 đẹp lắm. Rồi 100 cành nè mấy chị. 100 cành em chốt nè. 100 cành cho Lan Đỗ nè. Ok chị. Quá trời rẻ luôn đó mấy em mua đi mấy chế. Đỗ Mỹ Nữ nè. Thư Nguyễn nè, Sakira Lê nè, Chánh Quỳnh nè, Kha Ngân nè,
Còn nhất nè, Nguyễn Thảo nè, có 100k rồi chị mua đi mấy chị. Siêu rẻ luôn, quê hương khoác 300. Ok chị. Rồi. Áo 100, Trần Thị Hồng 100, Thấm Thấm 100, giá là giá ưu tiên cho mấy chị nha. Và Thủy Lê phát 300, ok chị. Rồi đang mặc có 100 ngàn thôi. Ai lấy comment giùm em cái, còn hai cái nữa hết. Rồi chuyển qua vàng với chị, vàng 100. Đó, chị nào có mua hàng này của em biết 200 mấy một áo ha. Tại bây giờ còn ít ít, em vừa bán vừa tặng cho mình đó. Mấy chị chia sẻ like, bấm like giùm em cái với chị. Vàng 100 cành, ai lấy comment giùm em, 50-75kg mặc vừa. Rất là đẹp luôn á chị, áo vàng 100 ngàn. Lựa kỹ giùm em nhé chị yêu ơi. Em xe hôm nay là banh nóc cho mình đó mấy chị. Ưu tiên vừa bán vừa tặng luôn á chị. Em đổ mà bột từ trên bột xuống luôn chứ phải tụt vừa nữa nha. Rồi vàng chứ cho Hà Nguyễn nè, 100 ngàn nè. Này vừa bán vừa tặng mấy chị. Vàng à, em chết cho Nguyễn Thư, bỏ bill của chị Hằng. Của chị Hằng đi, chị in hay bill. Rồi chị Lan đổ luôn nè, 100 ngàn luôn. Ai lấy comment thì em Yến Lương luôn. Ok chị ơi, 100 ngàn cho Yến Lương luôn. 100 tiền, Thấm Nguyễn, ok chị. Có 100 ngàn rồi mấy chị ơi. Thôi bị rẻ luôn mấy chị. Hai túi hai bên, mặc bao mát luôn, không có nóng nha mấy chị. 100 ngàn, không rẻ không lấy tiền luôn á. Triều Tiên một áo luôn, ok. Rồi mấy chị ơi. Rồi mã 2, mã số 3 đi mấy chị, mã 3 luôn. Mã 3 rất là dễ thương luôn nè mấy chị. 100 ngàn mã 3 luôn dùm em. Mã số 3 100 tiền luôn. Ai lấy mã 3 comment 3 dùm em nha. Giá em xem banh nóc của mấy chị mã 3. Mã số 3 100 ngàn luôn, Lan đổ 3, Thấm Thấm 3. Ok chị ơi. Quá trời rẻ luôn mấy chị. 100 ngàn rồi mấy chị. Hàng 250, 24, theo 100 ngàn mấy chị. Giá yeah, nó siêu rẻ luôn, còn có một cục hay cục nó hết rồi mấy chị. Muốn mua nữa cũng có nha, đăng khoa. Rồi giá này giá sale mấy chị. Rồi chị Kim Hồng Hồng ok 100k luôn. Đây chị ơi. Rồi ai lấy comment thì em 100 cành với mấy chị. Siêu rẻ luôn mấy chị ơi. Dùm em một phát. Rồi chị Lê Như 100 cành luôn. Thâm Thị Trinh luôn, Hạnh Tha Thi luôn, Thủy Lê luôn. Rồi mã 3. Ok chị ơi, bộ sinh viên đi nhắn quần lửng còn không? Giờ không biết nữa chị ơi. Rồi mã 4 đi chị, màu nâu. Nâu mã 4 100 cành luôn. Nâu đi mấy chị, nâu mã 4 100 tiền. Ai lấy nâu comment nâu dùm em ha. Nâu mã 4 100 ngàn. Nâu mấy chị. Rồi mấy chị ơi, mã 4 chú Tây Lan đổ nè, ok chị. Rồi cái áo này em bán cho chị 100 ngàn luôn, size 2. Áo tay dài đỏ siêu đẹp, 100 ngàn size 2. Có gì lên đó nha. 100 ngàn size 2 mấy chị. Size 2, size 1, size 2, 100k. Cái này là thun siêu đẹp. Size 1, size 2, 100 ngàn dùm em cái. Chia sẻ like, bấm like dùm em mấy chị ơi. Xe 1, xe 2 có 100 ngàn thôi, cái áo cũng dễ thương. Cái chất đẹp lắm, hàng này 200 mấy 300 ngàn của em đó chứ. Xe có 100 cành, quá trời rẻ luôn. Rồi bây giờ em like đầm xả cho mình nha. Ủa cái này sao nó có dính miếng mực. Cái này dính miếng mực quá chị. Mà chắc cũng không sao đâu mấy chị, mặt nó không có thấy nhiều đâu mấy chứ. Em xả mình cái đầm này 200 full đá nha, cực kỳ đẹp luôn á. 50-70kg mặt 200. 100 ngàn em chốt cho Diễm Kiều xe máy chị. Diễm Kiều xe 2 em ơi, Trúc Liên 1. Rồi Nguyễn Thảo 1. Rồi không, okay, rồi ok hết. Rồi đang mặc đầm nè, 200 ngàn. Đỏ hết rồi, đầm 200 giùm em cái. Gia ly đầm 200 ok, được ký hàng giùm em ha. Rồi mấy cái đầm này em xe lẻ cho mình bận luôn. Nè, cái này là vừa bán vừa tặng luôn nha mấy chị. 45 đến 65kg mẫu này mặc được luôn nè. Để em coi, 60 theo 250. Trời, mấy cái đầm này là tao là 300 mấy 400 của mấy chị. Giờ xả 250 giùm em. 45 60kg 250 ngàn ưu tiên.
còn được à, ba trắng, ba cái trắng một cái đen, 250.000 ba trắng một đen. Đang mặc cho chị Nguyễn Thu, ok chị lựa khách hàng giùm em nha. Giá em sale là hết nấc rồi mấy chị, 250 giùm em cái. Đẹp lắm luôn, mấy chế mua đi, mấy chế giá bánh bèo luôn á. Em bán xả nha, chị Ân nha. Rồi ai lấy comment giùm em ha. 250.000 mấy chị. Trắng đen giùm em cái. Trời ơi đẹp. Ví dụ chị nào mình không thích cái nơ này, mình gỡ cái nơ bỏ ra hả? Cái phom đậm mấy chị thấy cực kỳ đẹp không? À nè, 300 mấy 400 không đó mấy chị, sale cho mình có 250.000. 45 60 kg bận giùm em. Gia ly để làm đang mặc em ơi. Màu trắng ok chị. 2,5. 65 không vừa đầm này. Có làm để em lên mẫu khác cho. Mã này đi mấy chị. À 65 mặc mã này giùm em. 50 65 mã này 250. Trời ơi, quá trời rẻ mấy chị, mua đi mấy chị. Cái này sao view tụt vậy ta? Sale muốn tụt cái sale này là sale bán nhà luôn, phải sale rồi. 50 70 kg. Diễm Kiều lấy đen 2,5 em. Rồi đen mặc đó mấy chị, 50 70 kg mặc cũng được đó. Đầm xanh nào vậy? 250 mã 2. 250.000 mã số 2 mấy chị. Ai lấy em đang mặc comment mã 2. Duy nhất đợt này mới sale cho mấy chị giá này thôi nha. Mấy cái đầm này chị rất là dễ mặc mà sang. Cái là nó lên là phải đầy đó mấy chị. 250 mã số 2 giùm em cái nha. Đầm đang mặc cho Thanh Trần ok chị. Trời ơi đẹp nhất nách. Cái đầm này nó sang lắm luôn mấy chị. 250 mã số 2 giùm em cái. Ai lấy 2 comment 2. 250.000 mã số 2 mấy chị ơi. Đúng rồi đen chị. Len mấy chế ơi. Len giùm em chị. 250 rồi mấy chế. Rồi Mỹ Thỏ ok luôn chị ơi. Mỹ Thỏ ok luôn. Rồi mã số 3 giùm em mấy chị. 250 mã 3 luôn. Thôi bị dễ thương rồi mấy chế. 250 mã số 3. 50 đến 65kg 250 mã 3. Ai lấy 3 comment 3. Su Chen không chị ơi. Su Chen giờ em chưa lên được. Rồi mã 3 đi mấy chế. Mã 3. Rồi cái mã 4 màu nu này đẹp chưa? 250 luôn. Giang Ngọc 3. Rồi mấy chị, mã 4. À, mới bán 300 mấy, 350, 36 không đó mấy chị. Giờ còn mấy cái bông tiên cho mình luôn. Rồi cái này 50 đến 75kg gì mặc cũng được hết trơn mấy chị. Ai lấy em đang mặc comment giùm em mã 4, 250. Mã 4 em có cho mình màu đen. Màu đen với màu nu 4. Đen với màu nu mã 4. Đính full hạt châu trên cổ siêu đẹp. 250.000 mấy chị, đen nu. Đen nu mã 4 giùm em ha. Ai lấy đen comment đen, lấy nâu comment nâu giùm em cái. 250.000 đen nâu mấy chị ơi. Lê Ngọc lấy đen nè, ok chị. Gia Ly lấy đen nè, ok chị. Rồi hết đen nha, còn nâu nha. Phú Quý Trần lấy nâu nè. Ok chị. Rồi còn cái nâu nữa hết. Dễ thương quá mắt. Thôi bị đẹp luôn á. Rồi cái set này chị nào mua trong gái bằng em. Dễ thương ơi, dễ thương. Còn nâu em, còn nâu. Nguyễn Tiết nâu, Thu Hương hết nâu rồi. Mã 4 trắng không chứ, tiết đẹp, ok chị. Cái set nè, dễ thương không? Từ 50 đến 65kg mặc được cái set này. Em bán cho chị 200.000, ưu tiên nha. 300 của em đó chị, xả 200. Cái set này mặc cũng dễ thương luôn á. Cực kỳ dễ thương luôn, 200.000 set. 45 đến 65kg gì mặc cũng được cái set này. Thực sự rất là ôm. Bao dễ thương 200.000 xếp thôi. Ai lấy comment 200 giùm em cái. Trang Nguyễn 200.
Ngọc Ruby 200. Bao cân luôn quý chị. Cái này mặc bao cân này. Galley 200 luôn. Thơm dễ thương giùm em ha. Quê hương xếp 200 luôn. Ok chị. Xếp nha, Khanh Trần lấy xếp nha, 200 ha. Còn hết đúng không? Hết rồi mấy chơi. Rồi cái đầm này luôn mấy chị. Siêu đẹp giùm em. 50-65kg bọc. Theo 200 cái đầm này luôn. Ưu tiên cho mình luôn, đầm bên vờ sát. 50-65. Thích mặc ôm 70kg thì mặc cũng vừa. Bao sang luôn. 200 ngàn mấy chị. Ai lấy đầm comment đầm vờ sát 200. Nhưng mà chỉ còn màu trắng là ưu tiên màu trắng thôi đó mấy chế ơi. Chứ không còn giá của nó gần 400 ngàn cái này. Em xả cho mình 200 ngàn. Cho chị cái ly nước. 200. Siêu đẹp giùm em cái. Đang mặn mấy chị. Rồi sát nha, mặc bao sang luôn. Còn dễ thương mấy chị. Cái chất siêu đẹp giùm em nha. Giá đều mấy chị. Khanh Trần hả? Có sếp chị. Khanh Trần có sếp đúng không? Dạ, sếp mấy chị. Xem đầm rời. Đầm rời là làm gì đó. Rồi cái áo này mấy chị. Áo này lúc trước là 350 một cái luôn á. Mất kỳ siêu đẹp siêu đỉnh luôn. Xem 150 nha. 150 ngàn. Còn cái xả 150. Áo phát xịn sò đẹp luôn. Áo này cũng 300 mấy một cái nè. Em xả cho mình 250 luôn. 250 ngàn. Khoác len hơi bị đẹp. 250 mấy chị. Mấy hàng trong kia. Mấy hàng năm ngoái nè. Hàng mới thôi. Rồi 250 cho mộng tiền Nguyễn nè. Nguyễn Thảo lấy cái 150 ok. Chết mẹ nó đáng gì. Tao tục cái tiền vuông mà. Rồi em còn, em có màu nu nè mấy chị. Nu với đen 250 à. 250 cho Phú với Trần à. Rồi 300 mấy. Rồi đen với nu mấy chị. Đen nu giùm em ha. 250 ngàn quá trời rẻ mấy chị, mua đi mấy chế. Chơi luôn. Đen nu 250. Hơi bị đẹp luôn. Vờ sáp mấy chị. Viết giùm em nha. À chị Mộng Tiền Nguyễn lấy nu. Nhất tiếng nu. Ok chị ơi. Ai lấy đen nu cùng anh em nu 250 giùm em cái. Đang bận mấy chị. Có cái này em còn cái em xả 300 nè. Có ai lấy luôn em. Cái này đẹp lắm. Mong tôi Nguyễn lấy cái này không. Cái này sang lắm luôn nè. 300 ngàn. Còn đúng một cái gì. Như nhất hết. 300 này còn đúng một cái à. Hơi bị sang luôn á. Rồi cáo à. Cáo phê đầy nữa chị 250 nè. Em 300 em chết Mộng Tiền Nguyễn ok rồi hết. 45-65kg. Cáo 250 nè em xe cho mấy chị 200. Cực kỳ dễ thương luôn. 45 mấy chị. Đến 65kg bận vừa. Hơi bị sang mặt khối hùn riêng đều đẹp lắm. 250 theo 200 ngàn. Em có màu nâu với màu nâu. Nâu và nâu 200. Nâu với nâu 200 ngàn. Ai lấy trời cái chất nè. Đẹp cực kỳ nha mấy chị nha. Nâu với nâu 200 giùm em cái. Ai lấy comment. Nâu em chết ông Nguyễn Ân nâu. Ok chị. Đen chết chung. Cái gì đen. Áo khoác đen đúng không? 250 đen đúng không? Diễm Thí phải không? Rồi áo 200 em chốt Như Quỳnh ha. Ok chị. Nu hết rồi. Còn nâu á. Rồi cái đầm này body nè mấy chị. 45-58kg bằng vừa. 60kg gì mà cũng ok nha. Này. Cái này là một set nha mấy chị. Một set. Dễ thương lắm. Áo 200 em còn nâu thôi. Một set. Một set. Em theo cho mình à. 150 nha.
còn ưu tiên 4 set. Nâu em chốt cho Ngọc Trân Hồ nâu. Ok chị. Nâu em chốt cho Như Quỳnh nâu. Rồi có ai lấy nâu áo 200 nữa thì comment. Set này em sale chị nào có gái nguyên mặt, còn chị nào nhỏ nhỏ con mặc 45 60 kg mặt vừa. Em sale cái set này cho mình, nâu cho chị Hiếu Thảo luôn em ơi. Em sale cái set này cho mấy chị 150.000 vừa bán vừa tặng. 150 cho Nhất Tiến nè. Ok chị ơi. À, Nguyễn Ân lấy đen 250 em ơi. Chú Nguyễn Ân. Rồi ok. Xét cái gì 150 quá rẻ mấy chị mua đi chứ. 150.000. Xinh đẹp cái gì em cả. 150 chứ Zalo. Ok chị. Cái này em cũng mặc mới mặc xong. Dễ thương, xét là mặc dễ thương. 150 quá chị rẻ. Rồi mấy chị đang bận giùm em nó mới chế 200. 50-65kg mặc 200 đồng. 50-65 200. Đúng rồi, mai chốt đơn luôn chị. Tối nay like cần like là mai đi, mai chốt đi luôn á. Đang mặc 200 mấy chị, màu đen. 50-65 200 giùm em. Ai lấy comment 50-65 200 đồng. Bao đẹp mấy chị ơi. À, 200 em chốt cho Linh Dương My 200. À, khách đầm 150, Thanh Nguyên Trần em ơi. Nguyễn Thu lấy đầm 200, ok chị. Rồi cái đầm này đi mấy chị, siêu đẹp dùm em, 50-70kg bận dùm em. Cái đầm tay dài này lên siêu đỉnh luôn. Em sale mình 250. 250.000 dùm em cái. Đang bận mới chết. 250 mấy chị ơi. Ai lấy đang bận comment giùm em 250 tầm 10.000 giùm em nha. Rồi siêu rẻ mấy chị, siêu rẻ luôn. Hơi bị đẹp nha. 250 cái chứ. Cái đầm em đang mặc bao sang của mấy chị. Nói chung mấy chị đi đá mấy tiệc nó thoải mái lắm. Mấy đầm này nè, tốt nghe ok chị ơi. 250. Nó có kèm một cái nơ nè mấy chị. Kèm một cái nơ nè. Hơi bị dễ thương. Rồi chút liền luôn, 250 luôn. Ok chị ơi. Đây nè, chốt cái nơ, chỉ có đầm nè. 250.000 đi. Chắc coi dễ mà. Siêu đẹp dùm em, mấy chị có 250 nè. Quá rẻ luôn á, kim hồng hồng nha. Hết chị, hết em mới sale vậy chị. Chứ bình thường đợt đầu chị thấy 400 mấy một cái không. Giờ là cuối năm là em bán vừa tặng cho mấy chị á. Rồi cái mã này đi mấy chị sang thôi là sang. Em sale cho mình 250 luôn. Trinh Nguyễn luôn, Bạch Liên luôn. Còn em. Rồi cái mã này mấy chị 80kg đô lại mặc vừa dùm em. Mã này thích mặc rộng rãi 55-80 nha. 250 màu nu với màu đen. Nhanh tay có hàng mấy chị em hết. Cuối năm là hàng xả kho mấy chị ơi. Giá quá trời rẻ luôn em bán mà. Mấy chị ơi. Không lợi nhuận cái nhiều cái lỗ này được. Được cái quần mấy chục ngàn, trăm ngàn nữa chứ. Rồi đang mặc với chị. Đang mặc em có nu có đen 250. Nu và đen 250.000. Làm đang mặc giùm em nha. Hơi bị sang luôn mấy chị. Nu và đen 250. Trúc Liên lấy nu nè ok chị. Đen mấy chị. Tay eo vị luôn đó. Rồi nu cho Sakira Lê nè. Rồi Linh Chương lấy đen nè. Linh Chương đen. Trúc Lam đen, Trang Nguyễn đen. 250 thôi đó chị. Rồi Duyên Trần nu. Giang Ngọc nu. Nhất Tiến đen. Nhất Tiến quen hả? Nhất Tiến nữa. Giang Ngọc lấy đen không lấy nu phải không? Lấy đen không có lấy nu đúng không? Phải không? Phải thì ok giùm em cái để biết đường này hết nè. Rồi mấy chị. Ai lấy comment ha. Nu em chốt cho Chánh Quỳnh, nu cho Minh Khoan. Chánh Quỳnh với Minh Khoan ok chị.
Liên lấy đen rồi xong hết nè. Rồi cái áo này với mấy chị, áo này có cho mình 330.000, em thuê cho mấy chị cho hết luôn lên nè, thôi bị dẹp luôn mấy chị, 200, 250 luôn đi cho hết. Màu đỏ, màu đen, màu trắng, cái áo đang mặc đúng dễ thương. 50-75kg gì mấy chị mặc cũng ok hết luôn. Cái em mặc 2,5 thôi nha. Hàng xịn sò giùm em cái, không không mua trước cái làm cái áo này. Giá làm sao lấy đen hay lấy nồi kìa, còn nồi á. Ai? Miếng ngọc lấy đen lấy nồi còn nồi. Lấy đen chứ không có lấy nồi đúng không? Còn còn gì? Còn nồi. Còn nồi quên. Minh Phan có rồi không? Đen. Thanh Nguyên chồng. Nu 50kg, nu 50kg rộng nha. Quán nhỏ mà không được đâu. Rồi đang mặc đi mấy chị, em sẽ có đỏ. Đây nhỏ. 250 đỏ đen trắng ba màu. Chú khoác 300 á. Cái áo này đúng dễ thương không mấy chị ơi. Cái chất đẹp lắm nha. 250 thôi mấy chị. Nè, có trắng luôn nè mấy chị. Hầu ơi, siêu đẹp không? Sang không? Cái trắng rất là sang mấy chị, 50-75kg mặc được luôn cái áo len này. Khoác để dành khoác Tết mình đi du lịch chưa nè mấy chị. Cực kỳ xinh giùm em cái nha. 250 á mấy chị. Ba màu giùm em. Cái nơ là đính hộp đá luôn á nha mấy chị, hàng xịn lắm. Áo này hàng hàng viết. Rồi ai lấy comment giùm em cái. Rồi cháo này mấy chị. 60-80kg em bán cho mấy chị 150 nha. 60-80 sale 150. Ai lấy comment giùm em. 60-80 xả 150.000. Thôi bị đẹp luôn, 150 nha. Không có gì cái gì đây hết trơn. Giá tiền cái đồ nó nhai luôn hả? Còn 150 cho chị Nguyễn Sally ok chị. Đây 150. Rồi mấy chị ơi, cái áo này luôn mấy chị. 50 đến 75kg bọc. Em bán cho mấy chị 200.000 luôn. Ưu tiên luôn nha, hàng 3,5 đó mấy chị. Xeo 200, một cái xanh duy nhất 200. Một cái áo VIP giùm em đúng dễ thương luôn. Cưng không? Em trả cho mình 200 cái áo Gucci luôn. 45-65kg gì mà cũng được hết trơn. Cái áo này hàng hot nha, 300+ một cái luôn, theo mấy chị 200 luôn. Chị nào nhỏ nhỏ con mặc cho nó dễ thương, cực kỳ đẹp. 150 hết hàng rồi. Hết rồi. Rồi 200. Nguyễn Thảo là lấy cái 1 hay cái 2, lấy xanh len. Dương Thị lấy xanh len ok chị, Nguyễn Thảo lấy cái len nhỏ không. Rồi cái áo này mấy chị, 300+ của em xả, mà xả cho mình 200 luôn. Cái này 50-80kg mặc được luôn. 200 mã số 3. 200 mã 3 luôn giùm em. Ai lấy mã 3 comment 3 200. Mã số 4 đỏ Gucci siêu đẹp giùm em. 50-80kg mặc. Nga Nguyễn lấy mã 3 200 cho Nguyễn Thúy ok chị. Rồi cái mã này mấy chị 350 em bán 290. 50-80kg đỏ 290.000 đỏ với trắng hơi đẹp luôn. Đỏ trắng 290 giùm em cái, trời ơi xuất sắc không mấy chị. Rồi Dương Thì đỏ đang mặc ok chị, ai lấy em đang mặc comment giùm em ha. 29 nè mấy chị, 29 đỏ với trắng giùm em, quá trời rẻ luôn á. Mã cáo này xịn, cực kỳ đẹp giùm em cái. Đỏ và trắng nha, 290 cành. Hơi bị rẻ luôn mấy chứ ơi. Rồi mấy cáo này ưu tiên cho mình bận luôn nè. 100.000. 40-75kg gì mặc được hết. Chịu mặc ôm là ok, nó co giãn mạnh. Nu 100. Cái này lựa kỹ giùm em nha.
Hàng em không cho chào đổi trả nha. Đây xe quá rẻ rồi, trắng cho Nguyễn Vy luôn. Nè. Chất và co giãn mạnh ôm theo phong người của mình, siêu đỉnh luôn, hàng này 100.000. Cái trắng cho tay đầu em ơi, 290 có luôn em. Cộng rồi đó. Đang mặt em bán cho mình 100 nu. 100 riêu. 100 riêu giùm em nè. Rồi màu à, màu nâu. Nâu 100 luôn. Vừa bán vừa chi ân không có gì. Cái này dành cho mấy chị đi xứ lạnh nè, hoặc là đó mấy chị đi buổi tối rồi nè. Chứ là ban ngày nó cũng mát, mặc cho nó mát chứ không có nóng mấy chị. Màu đỏ luôn nè. Mình khoác thêm cái áo ngoài nữa. Xinh xò đẹp luôn á. Màu đỏ đô. Ưu tiên 100.000 hết cho mấy chị. Trắng. Màu trắng luôn. Màu vàng còn mấy cái. Tám luôn mấy chị ơi. Tám luôn nè. 100k một cái. Không rẻ không lấy tiền giùm em. Ồ cũng đẹp nè mấy chị. Coi mông, mông hồng luôn mấy chị. Hồng luôn, hồng luôn. Hồng luôn nha, có đen nữa nè. 100k một cái thôi mấy chị. Đây còn luôn nè. Chị đang thích màu nào lấy màu đó. Nè em còn đen luôn nè. Nè khách sĩ đặt của em á mà em xả đơn đó mấy chị. Em xả sỉ luôn á. Mấy còn á chứ không còn đâu. Nu cho Nguyễn Ân nè. Riêu cho chị Lê Linh nè. Siêu đẹp giùm em cái. Cái này mặc dễ thương lắm. Lê Linh riêu chị in chưa? Anh ngồi lấy rồi. Nguyễn Vy lấy đỏ nè. Ok chị. 100 tiền rồi mấy chế. Chất co giãn mạnh. Rồi. Màu vàng cho chị Trúc Phương nè. À, Trúc Phương lấy gì? Riêu đen cho chị Tôm nè. Riêu đen cho chị Tôm nè. 170 của em đó mấy chị. Xem mấy chị có 100.000 mấy chế quá trời rẻ luôn. Rồi đen cho Nguyễn Hân luôn. Ok chị. Nguyễn Thị Lam mới nhận đồ đẹp ép xám cho chị. Chiên trần lấy xám nè. Có trắng luôn đó mấy chị. Màu trắng đẹp xuất sắc. 100k mấy chị. Trúc Phương lấy đen luôn. Có áo dài nút không? Lên không? Có chị, nhiều lắm. Trắng đen cho Trinh Nguyễn trắng đen. Chờ em xíu đi. Lên cho 65 mặc được luôn chị Liên Ngọc. Từ 45-70kg mặc được á. Từ theo mấy chị mặc ôm nha. Rồi xám cho Thúy Trần. Ok chị. Không có gì mà không có cam á nè. Cam nè. Bạch Liên lấy rêu. Cây chế. Cái này là chất co giãn mạnh đẹp lắm. Rồi Liên Ngọc lấy đen luôn. Xanh trần đen luôn. Trúc Phương lấy trắng đen không có lấy vàng. Xả vàng ra. Có hồng nè. Xả đô. Trắng. Vàng. Rêu. Cam. Nâu. Đầy đủ màu với chị hồng. Thêm đen cho cuối trần. Ok chị. Trắng đen cho đuôi nè. Trắng đen cho đuôi nè. Rồi chị Trần Thị To lấy trắng nè. Thêm chị. Rồi ai lấy em đang mặc comment giùm em. Trần Mỹ Khánh lấy đen. Ok chị. Chị hả chị Thư Nguyễn. Rồi cho số điện thoại đi chị chứ không thì cho số điện thoại đi để biết rồi nè. Để mốt chị comment này không có chừa hàng á. À đang mặc 100 với nu. Rồi chị mặc màu xám đúng không? Rồi Dung Bùi lấy xám với nu. Ok chị. Dung Bùi xám nu. Rồi vàng với chị. Trời vàng mặc tết đó chị. Đi chơi đi gì đó mình phát thêm cái áo khác cho mặc với vàng. Mơ này cũng dễ thương mới chứ. Cực kỳ đẹp. Rồi ai lấy 5 mặt còn mới ra đủ màu mới chứ. Cái chất đẹp lắm. 100k. Rồi đếm lưu lại. Ok. Còn mấy cái áo khoác à. Áo khoác đúng không? Rồi đây mấy chị đâm nè.
đen cho Nguyễn Thanh Lam. Ok chị. Làm cái đèn. Người lạ đen trắng. Người lạ đen trắng nè. Đâm đi mấy chị. 50-70. 190. 250 của em á, xe 190 đầm. Cái này đúng dễ thương nè. Bết mặt bao sáng. Rồi cái đầm này dễ thương của chị, 250 còn cái rớt. 50-70 kg. Có cái tết nữa. Hơi bị dễ thương luôn, 250. Ai lấy comment 250 giùm em cái. Một cái. Ủa mấy cái mã đầm này còn rồi đó. Chút quên ha, rồi để nhân viên kiểm tra. Đứa nào mà đó rảnh coi chai tôi mét đi mấy đứa ơi. Rảnh đừng có ngồi một đống gì đó tao chửi đâu đó. Tao coi camera bữa tao thấy một lần rồi đó nha. Lần nữa là chửi chịu à. Coi cái nào hả. Đầm 250 cho Khanh Trần nha. Rồi mấy chị đang mặc đó mấy chị, 190 luôn. Đang mặc 50-75 kg, 190. 250 hết rồi chị ơi. 190. Rồi mấy chị cháu này em xem mấy chị 150. Hạnh Trần lấy 190, ok chị. Đang bận xanh nha. 150 ngàn. Tay dài xanh 150. 190 hết rồi chị. 150 đi mấy chị. Phương Chi 150 nè, ok chị. Nè cái áo này dễ thương lắm mấy chị. Em cái áo Dior này em xem với chị 190 luôn. Hàng 270 nha. Rồi cho áo len nè, áo len vô nè. Quần len như cái nhỏ rồi. Áo len có nút nè. Áo len có nút cái nhỏ. 45-60 kg đang mặc rất là dễ thương luôn mấy chị. Ủa cái dễ thương cái gì vậy? Còn hai cái Dior. 190 mã 1. 190 mã 2. 191, 192 rồi xong. Cảm ơn lấy thẻ lên trên gì mà cô. Có người cầm lên rồi. Hả? Có người lấy rồi. Bạch Liên lấy gì chị? Mã 1, mã 2 chị lấy cái nào nói. Dung Nguyễn 1. Rồi cái chờ neo đỏ đi mấy chị rất đẹp. Khoác chờ neo đỏ 350 xe mấy chị là 270 luôn cho hết. 50-75 270 giùm em. Phát chờ neo. 50-75 270. Còn hai cái. Rồi ai lấy đang mặc comment nha. 270 cho Hạnh Trần, ok chị. Mà cái tên này em theo mấy chị 200 luôn nè. Xanh tay dài hết hàng rồi. Để còn cái thẻ lên cho thấy rồi. Rồi mấy chị. 50-75 khoác đang bận xả 200 ngàn luôn. Năm mươi bảy lăm 200. Siêu rẻ luôn giùm em một cái nha. Khoác gai nút hai túi hai bên. Xả lên cho mấy chị mặc cho ấm á mấy chị ơi. Bao giá bao rẻ luôn, vừa bán vừa tặng không mấy chị. Tỷ em còn có giá 200 luôn. Rồi Dung Lê nè, ok chị ơi. 200 tiền giùm em cái mấy chị. Rồi còn 4 cái nữa hết. Rồi cái chất đẹp, xịn xò đẹp hết kìa. Thích mặc không hơn, 80 tiếng mặc cũng được. Nè cái 300 nè. 300 còn mấy đứa. Tao có trắng à, người coi trắng còn không vậy? Cái gì chị đưa đây cộng rớt tùm lum. Ủa cái trắng này bữa qua chị để lại ha. Cái trắng này dính giờ để lại. Để đây cho mẹ chị mặc. Đưa cho mẹ. Phát 200 đi cháu Trần, Lê Linh. Lên phát 200 đi. Nè còn cái đen nó vậy, cái đen 300 cộng cái nè. Con nó cộng nha. Cái đen rất đẹp luôn nè, 300. Cái đen cực kỳ đẹp, 300 nha. Phát 200 cho Nga Nguyễn, ok chị. Đen 300 còn một cái mấy chị ơi. Ai lấy comment giùm em.
Rồi cái này em xe cho mình nè, 290. Cái này em có đen đỏ, 290. Đen mặt rất là đẹp luôn. Đen đỏ 290 giùm em. 290 ngàn. Đang mặc cực kỳ đẹp. Đen đỏ trắng, cái trắng. Cái trắng nãy một người thiếu em lấy chưa? Lấy rồi. Đang mặc đen đỏ trắng với chị ba màu. Đổi cái màu đen lấy cái màu nâu hả? Trần, Trần Mỹ Khánh lấy cái áo 100 ngàn đâu em ơi. Xả cái đen ra, trời có 100 ngàn chị mua đi chứ. Đen 29 cho đôi hàng, ok chị. Còn hai cái trắng đẹp nữa nè. Tụi bay không sẵn mẫu gì, tụi bay lựa đưa lên cái xong đưa hồi đưa nữa bay. Phát 300 cho Phan Hồng em ơi. 300 cái đen á. Rồi cái trắng này em xả mình 300 luôn, ưu tiên còn hai cái. Cái đen đang mặc cho Phương Trần em ơi, 290 luôn. Rồi mấy chị. Cái trắng này đẹp xuất sắc luôn, còn hai cái dễ thương lắm. 300 thôi. 300 ngàn mấy chị. Hai cái trắng. Ồ, hai cái trắng này đẹp mấy chị. 370 okay, cho mấy chị. 300. Phan Hồng ok chị ơi. Rồi cái xanh Chanel này mấy chị. Kỳ xanh giùm em luôn, 220 sale cho mình luôn. Cái trắng hả chị? 50-75 à. Cái này nè, 80kg mà cũng được nè. Cái xanh em xem 22. Trắng 300 em trước cho Thúy Phượng. Trắng còn không? Có trắng. Coi kỹ nha, họ đem lại tôi quấn mày á. Rồi đang mặc với chị 220. Hai đứa đang bận comment giùm em 220. Thôi bị sang luôn mấy chị. Xanh đang mặc. Có kèm cái nơ nữa mấy chị nha. Trắng hết rồi. Có kèm cái nơi dễ thương lắm. Nơi đá siêu đỉnh luôn. Rồi xanh 220 cho Khoa. Khoa Đặng. Đăng Khoa chứ. Gửi quần không đúng mẫu chị mua. Duyên Trần chụp bên em coi nha. Qua 10 giờ nè, ok chị ơi. Cái chị lựa trên like, lấy cái nào lấy đó à chị. Chứ đúng mẫu gì chứ. Rồi mấy chị ơi. Nè có cái bông đẹp chưa. Rồi 220. 220 đang bận dùm em nè. Rồi tiếp tục ok chị ơi. Nè cái khoác này trời ơi, dễ thương chưa mấy chị. Cái này không có nóng đâu, cái chất nó mềm đẹp lắm nè. Cái khoác này đúng đẹp luôn nè. 50-75. Cái khoác đúng dễ thương không. Khoác 220 cho Hằng Lê. Cái này hồng nha. Cái này em xem với chị 290. 350 xả 290. Hình như cái này nó có trắng nữa nè. Cái mẫu này nè. Thích cài nơ thì cài cũng thích thôi. Vừa làm áo được nhưng vừa làm phát được mấy chị. Thôi bị cái chất có gì thấy đẹp dễ mang không? 290 hồng. 290 hồng còn tay ngắn không? Còn mẫu tay ngắn không em? Từ em lên từ từ nữa chị. Ai lấy em đang mặc comment nha. Thích cài đâu cài, cài trước cũng dễ thương. Ai lấy đang mặc comment giùm em. Bao dễ thương mấy chứ ơi. 290 mấy chứ. Cái chất xịn xò đẹp. 290. Phát Y Bình Chi. Y Bình Chi 240 cho mình luôn cho hết. 320 xả 240 luôn. Ý hình chi bao sang luôn, 50-75kg hình chi mấy chị. 240 ngàn. Ồ, siêu đẹp mấy chị ơi. Bao rẻ luôn mấy chị. Cái này mấy chị mở nút ra được nha. Mở nút ra được ha. 240 ngàn ý hình chi dùm em. Siêu đẹp mấy chị. Ai lấy em đang bận comment dùm em. 240 ngàn. Áo khoác ý hình chi. Tôi đi hàng ok chị.
Bữa hàng ok. Len đó mấy chị. Tại bữa nay ngoài đường lạnh lắm, mấy chế mua đi dành mặt hết dư. Dư đường cái mặt. Nè cáo này em sale rẻ cho mình luôn, 290. 24 cho Phương Trần nè. Em bán 750 cái áo nha. Chị nào có con gái mua chứ bằng. Cái này nó bao cưng luôn, mở hàng VIP nha. Đẹp lắm. Hàng xịn đó, 29 luôn mấy chị. Bán chi ơn cho mình 150 luôn. 45 65kg gì mặc cũng được hết trơn á. Lấy viền đen, lấy viền đen hả? Đây chị nha. Em có cho mình nè. Lấy viền đen đó em. Em có cho mình màu xanh nha mấy chị. Xanh với màu đen 150 nha. 45 65 xanh với đen cho mấy trò chụp đi chị ơi. Chụp kêu mấy đứa cha tin nhắn đi. Cha tin nhắn nghiêm cảm. Rồi đang mặc đó mấy chị. Xe cho mấy chị 150 ngàn mấy chị ơi. Trời ơi, xịn lắm luôn mấy chị. Cái này là hàng quyết của mấy chị. Cực kỳ đẹp. Này phối quần riêng quần ơ rồi đó. Có 150 ngàn thôi. Ai lấy comment cho em 150. Cái màu trời ơi vậy đó. Đem trước cho xương xương quá trời đẻ luôn mấy chị. Hàng hàng mấy chị biết mình xịn liền. Hàng của hãng Chanel á. Cực kỳ xịn đẹp. Nguyễn Thu lấy xanh luôn. Áo hồng cho chị Thu Quang Nguyễn nha. Áo hồng 229. Hoa bây giờ lấy xanh. Áo trong nửa đang mặc Bích Phương màu đen. Ok chị. Mấy cái hàng này á, tại em bán hàng big size quen mà cái gì bán mấy cái hàng này về. Còn hàng cao cấp không, hàng hấp lơ không chị. Nè, theo áo cho mày chị bánh bèo không á. Trắng với nâu rồi nha. 260 ngàn giờ bán cho mấy chị 150 luôn. Kenley nữa mấy chị. 45-70kg mấy chị mặc được luôn. Mấy cái hàng này nha. Chị mặc cái mấy cái áo bà ra ở trong phối mấy cái này ngoài dễ thương không, 150 ưu tiên luôn. Còn sọc nè, còn trắng nè, còn nâu nè, 150 nha. Sĩ em cũng có giá này mấy chị. Em xả cho mấy chị luôn. Áo đen 150 cho Lương Đào mã trước em nè. Chị đẹp luôn dùm em cả. Không cái này cái đang mặc kem liên này thì em còn cho mình nè. Rồi em lên cái kem liên này trước nha. Kem liên thì em còn trắng. Trắng đi mấy chị, trắng với sọc một cái. Chị Hà Nguyễn lấy trắng hả chị? Đó, đẹp lắm. 150 trắng hả chị. Rồi trắng kim hồng hồng nè, ok chị. Ai lấy kem liên trắng comment trắng giùm em nha, 150 nha. Chưa cái chị Kim Lan mà hôm bữa chốt đơn mấy chị hay nói chị á con xã buổi chốt mua đơn. Hàng đơn 5 triệu mấy xong rồi xã cũng gần 1 triệu mấy 2 triệu kêu đi mấy cái đầm thôi mà đi hàng khó khăn lắm tại phải bên nước ngoài. Chị Kim Lan ơi, bây giờ chị ơi chị mua hàng á chị lựa xong rồi chị xả tùm lum bên em có bán đâu chị, với lại chị là khách nước ngoài nữa, chị cọc thì chị không cọc đúng không? Không chịu cọc. Không cọc giữ hàng lâu nữa sao anh em bán được chị? Giờ mua nó chắc qua Tết cũng mua nó qua Tết hay gì chị? Thôi đừng mua chị ơi. Ví dụ như chị mua có người nhà rồi nhận thì ok, hoặc là gửi đô rồi cọc xe em còn giữ chứ. Mua hàng mà sàn tới sàn luôn sao bán chị? Xương xương trắng ok chị. Rồi. Trời ơi, ngồi đó trong chờ chị gửi tiền về hoặc là chị lấy thì chị xả từ lưu hết trơn. Ai mà bán chị mua hàng mình khách nước ngoài mình thập tập xíu đi chứ. Thì bên này người ta mới có cái chắc ăn để người ta bán chị. Rồi đen mấy chị ơi, 150 đen luôn. Khách của em mua là toàn là gửi đô về cọc không á chị. Nói thiệt, nói thẳng là vậy luôn á. Bên em chị giữ hàng dữ lắm mấy chị. Cọc bên em giữ cỡ nào cũng giữ hết trơn. Còn mua hàng người dừng cọc thì không cọc, xả tới xả lui sao bán. Rồi đang mặt trắng cho Giang Ngọc nè, ok chị. Rồi sọc một chút cho Dung Nguyễn nè, ok chị. Thì Dương lấy đen nè, ok chị. Rồi màu nâu nè mấy chị, nâu rất là đẹp nè, nâu luôn. Thôi bị dễ thương có 150 trái. Rồi Lê Thị Diệu đen nè, ok chị. Rồi nâu sọc trắng nè mấy chị, nâu sọc trắng giùm em cái. Xanh lon cho chị Trang Nguyễn nha. Cái áo lon trước á. Trắng đen như Diễm Kiều hả?
Diễm Kiều lấy ha. Diễm Kiều lấy trắng nha, hết đen rồi. Lộn rồi, Di ơi đổi cho mình sọc đi. Giang Ngọc đổi sọc em ơi. Giang Ngọc sọc nè. Bỏ trắng ra nha. Rồi, qua 10 giờ sọc nè. Diễm Kiều lấy sọc nè, không hết đen rồi. Sọc trắng em đang mặc cho đài trần nè, ok chị. Có 150 đó chị, 200 mấy á, chị này vừa bán vừa tặng luôn. Rồi nu đi mấy chế. Nu với trắng thì em là hết rồi. Còn nu trắng nữa hết. Thôi bị sang luôn á chị. Nu và trắng rồi dễ thương quá. Cái này mặc nó cũng dễ thương, thoải mái rồi. Nu trắng mà nó sang á. Có mặc cái quần ra đùi cũng đẹp, quần dài cũng phối lên dễ thương, cũng rộng rãi. Mặc một cái áo bó đồng mặc cái ra ngoài dễ thương. Rồi mấy chị, áo khoác này mấy chị có Chanel siêu đẹp. Chanel nè thì dễ thương luôn. Em có trắng có đen đang bận nha. Đang bận thì em trả cho mấy chị với giá là 160.000 đi. Đang mặc em xả 260. Màu trắng màu đen. Áo Chanel. Để em nhập còn có giá này luôn mấy chị. Năm nay trời không có lạnh nè. Bây giờ lên lạnh em xả rẻ cho mấy chị bận luôn. Chứ ai đâu bán giá này mấy chứ. Mấy hàng này mấy xả là 300 mấy một cái không. Rồi ai lấy comment thì em rất là dễ thương luôn. Cực kỳ đẹp. Chất này là chất mỏng nha. Mặc đẹp lắm. Rồi chị Đỗ Thị lấy đen nè. 260. Bộ hả? Bộ tối đi chị. Bộ tối chứ ơi. Giờ em đang xả lên không mà chứ. Bộ tối giùm em nha. Rồi ai lấy ăn mặc mà em trắng đen nha chị. Chứ mà giờ mùa nắng lắm. Tết giờ Noel xong nó lạnh ghê lắm á chị. Đi qua đường á. Mua mấy cái len này tối mình bận. Đi chơi đi lộn được. Trắng cho hồng sủ nè. Ok. Rồi cái áo này Chanel nô năm nè. Xanh đó chị. Em xe cho mình 200 luôn cho hết. Có lên đầm không? Có lên đầm có size không à? Đầm có size em có mấy mẫu à? Mà đầm trong mà không lên được chị ơi. Chị mặc đầm Tết không? Lấy đầm Tết cho nè. Đang mặc 200. 200 em có hồng. Có hồng có xanh. Bao bẻ luôn đó chị. Hồng xanh 200 giùm em cái. Hơi bị đẹp luôn mấy chơi. Hồng xanh hồng chanh 200.000 đang mặc nha. Khoát. Khoát hồng khoát xanh 200. Xanh Trinh Nguyễn nha. Mình lấy cái này em, cái đó nó có 5 gì hơn rồi. Nó bị lỗi rồi. Rồi mấy chị đầm đang mặc đi mấy chế 50-70kg. Xem 250. Mấy cái đầm này mấy chị không mua tiếc nè. Đẹp ơi đẹp. 250.000. Ai lấy comment đang mặc mấy chị 50-70kg 250. Quá trời rẻ luôn mấy chế. 250.000 giùm em cái. Hồng 200 cho Nguyễn Điệp em ơi. Lân Dương nó đang mặc 250 nè. Sơn Trần nè. 250.000 giùm em cái. À, Duy mặc xanh 200. Nguyễn Ngọc Nghĩa lấy xanh 200 em ơi. Rồi cái đầm đang mặc đó mấy chị. Trời ơi bao sang mấy chị ơi. Có 250.000 rồi mấy chế. Đẹp lắm luôn mấy chị. Ai lấy em đang mặc comment. Ừ.
250 đồng. 50 đến 70kg mặt. Cái bữa chị kem lai quá trời luôn nè. Khách đàm quen nó hết rồi. Nên em xảo quá chụp rã nè. Rẻ bánh bèo luôn mấy chế. Cái mã này cũng đẹp nè. 250 mã này luôn mấy chị. Bị xinh luôn nè. 50-65 250 mã 2. Mã số 2 dùm em đấy. Cái bùi rì này 50-70 5 ký mặc được luôn. Em sale cho mình là 250 ngàn luôn cho hết. Trời ơi, bao đẹp mấy chị ơi. 250. Ai đấy đang mặc comment. Rồi xúm nó đâu hết rồi. Tụi nó đâu hết rồi. Làm gì rút không rồi đó rồi. Đang thay bịch cái mỏng kìa. Lấy em đang mặc comment nha. Hai rưỡi mới chơi. Lên chị đang lai lên mà. Đang lai lên chơi. Rồi cái đầm cực kỳ dễ thương nè mới chơi. 45-65 ký mặc được. Có chị Ngọc Nghĩa em lấy rồi. Bao dễ thương luôn cái thằng này. Em sale cho mấy chị với giá là 170 ngàn. 170, 250 cho Minh Phan. Cái áo nè. Đang mặc sale 170 đồng. 50-65 mặc vừa đồng. 170 ngàn mặc được. Cực dễ thương luôn. Chất nè. Thôi bị đẹp dùm em nha. Thấy Nguyễn 170. Ví dụ chị nào thấy cái này mình nó khỏe quá thì mấy chị chạy một đường chỉ xuống nữa cũng muốn dễ thương nha mấy chế. Rồi chị Dung Nguyễn nè, sương sương nè, đổ theo nè. Em thì em mặc để cho vừa được. Bao dễ thương mấy chế. 170 ngàn. Xin đẹp dùm em. Còn em hôm qua em đi chơi với chị, em gỡ em sợ cái đầu em xù xù. Diễm Kiều còn cái Thanh Nguyên Trần rồi. Ok hết rồi, bộ đùi đi mấy chị. Hôm nay em chưa có thời gian được gọi đầu nữa. Gì rồi rồi mấy chứ ơi, đang bận giùm em 50-70kg bận bộ đùi đỏ. Em xài cho mình 200 ngàn. 200 ngàn đỏ, 200 ngàn đen. 50-70kg mặt đùi. Ưu tiên luôn 50-70kg đùi dùm em vừa. 200 đỏ, 200 đen. Bao rẻ luôn mấy chị, 290 đó mấy chế. Đã có 200 ngàn cho mình luôn. Nhờ giá bán đều hết. Rồi ai lấy đỏ, comment đỏ, lấy đen, comment đen dùm em nha. Đỏ đen mới chơi. Đen chứ cái lon dương. Rồi còn đỏ nha. Rồi cái đầm này mấy chị, đầm 170 hết trơn rồi không còn. Cái đầm này dễ thương nè. Chị này nó nhỏ con mà em sẽ rẻ cho mặt. Mấy chị làm áo không dài cũng dễ thương. Rồi chị con ngon. Bán cho mấy chị 130 đi. Tiên cho mình luôn. Đầm đen 200 cho Dung Nguyễn. Hết rồi, hết 200. Còn đỏ thôi chị. Mấy chị mặc cái lớp gân này cũng dễ thương lắm. Đang mặc 130. 130 thì cái này dễ thương quá. Em quá chị đồ. Mình thấy nhỏ dễ thương thôi.
130 chứ cho Trang Nguyễn nè. Ok chị. Làm cái mắt nó đi hết rồi, nó bán có 200 mấy 300 ngàn cái chị. 130 ngàn. Quần nguyên có. Từ từ đi like đi anh. Cũng xả cái mình nói này đó. Xanh 130 Nguyễn Thu, Diễm Kiều 130 luôn. Cái đàm này đẹp hả mấy chị? Xin chơi cho mấy chị là 50-65 nè. Trời, cái này dễ thương lắm không? Mấy chị mặc tết là dễ thương nè. 200 đi mấy chị, 50-65-200. Món này dễ thương nè. Còn 130 nè. Còn có là lưu quần nữa hết. Cái này đẹp nè mấy chị. Tết hàng đỏ đỏ. Đẹp nè. 50-65-200. Em chưa like luôn mà giờ em sale cái gì quá trời rẻ luôn. 200 ngàn mới chứ. Thôi kìa, cái chị thích mở ra. Trời ơi, thích mở ra thì mở ha. Cái gà nút á. Qua 10 giờ nè, ok chị. Nút nó cũng đá nè, đẹp cực kỳ. 200 mấy chị ơi. Xin rẻ luôn. Trời ơi. Ai lấy cầm anh. Hết rồi chị Hằng lên 130 hết hàng nè. Cái này dễ thương rồi mấy chị. Mới dung lên ok nè. Thanh nguyên trần nè. Cái này dễ thương. Thì mị mà sang nữa mấy chị. Có 200 rồi mấy chị. Tao rẻ luôn mấy chị. 200 giùm em nha. Rồi chị Dung, Dung Nguyễn 200 đầm luôn, ok chị. Cái mã này chị nó có ghế như thế này. Con ngáy nè chị ta. Xu như chị. Xu nè, hơi dài. Cắt nó được không? Được, cắt nó. Để hãy lên cái. Ê, đưa bé Xu thử, thử cho chị Tiên nghe. Xu mới xuống. Sao mặc vừa, đưa Xu. Cái thơ mấy chị. Em nhỏ không? 45 55kg vận vừa. Em bán cho mấy chị 140 ngàn đi. Này ưu tiên cho nhỏ nhỏ nè. 40kg đến 55kg 140. Tầm 200 cho chị Tâm Nguyễn em ơi. Có đầm. Rồi chờ từ chờ em xíu. Nguyễn Thu Hồng 140 nè. Đầm bầu. Chăm tôm chứ Trang Nguyễn luôn. Ok chị. Bạch Liên luôn. Rồi, hết đúng không? Hết rồi. Cái đầm. Trời ơi đẹp chứ mấy chị ạ. Chị đẹp chứ. Đầm này hàng, hàng 388. Em bán cho mấy chị 300 luôn cho hết. 50-70kg viết 300. 50-70 nha. 300 ngàn mấy chị. Đẹp chị. 380 của em nhé. Thôi được rồi, khỏi cần cắt. Dạ được, vừa mẹ. Ừ, dễ thương quá à. Chị lấy áo này cho mặt nhìn. Ừ, lấy áo cho nó mặc luôn. Cái đó, cái đen, cái trắng luôn đi. Này con, đen cái này cho. Thử mua được tết. Mặc nữa. Cái nào nhỏ nhỏ, lấy cho nó anh chị. Ừ, cái đó lấy cho nó luôn. Nè Xu ơi, cái này dễ thương quá nè Xu. Dễ thương quá vậy đó. Đừng dành mày. Đang mặc đi mấy chị. Siêu đẹp giùm em nha, 300. Thôi dễ thương luôn quá chứ. Trời ơi 380 chị ơi. Theo 300 là quá trời rẻ luôn. Cho mấy chị mắc mấy cái này mấy chị mặc như tiệc đi tùng nó dễ lắm. Nhậu đồ tha hồ. Rồi hai túi. Ở trên hai túi luôn. Ai lấy đang mặc cầm manh nha. 300 nghìn. Cổ đến hạt châu. Chị đẹp 300 giùm em cái. Quá trời rẻ luôn quá chứ. Làm này giá cao lắm. Xeo quá chị nó mèo. Rồi chị Nhân Đoàn 300 ok chị. Rồi cái này trắng nha mấy chị. Mình dễ thương không? 250. Đầm đang bọc 50-65-250. Mã này. Sang ơi là sang luôn.
nó có kèm cái nơ luôn. 50-65, 250 ngàn. Ơ à, lấy comment. Còn men nữa nè. Còn 2 cái này. 2,5 hả bà chị? Quá trời đẹp luôn. Đen trắng 250 mấy chị ơi. Đen trắng 250. Hơi bị đẹp giùm em cái. Ai lấy comment, trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. 250 nè. Con Dương lấy đen ok chị. Rẻ quá trời rẻ luôn á, mấy chế mua mấy chế em bán cục cái quần không á mấy chị. Viên Trần lấy đen nè. Còn hết giờ anh xã nghỉ Tết sớm mấy chị. Lấy ra mấy bữa nè. Là nghỉ rồi đó mấy chế. Ai lấy comment. Rồi à, 20 giờ luôn ok, còn cái đen cuối cùng. Rồi còn trắng thôi mấy chị. Tao rẻ luôn mấy chế. Không ai mà rẻ bằng em luôn mấy chị. Em là chịu chơi mấy chị lắm á. Cái áo này là cái áo này vô luôn hả? Không. Không, con không cần, con có vú là con sợ rồi vú. Không phải. Ý là cô Hương nói vậy á. Mặc abara nhưng mà con người lớn thôi, còn con không có vú con để mặc vậy luôn. Huỳnh Thục Linh tới 345. Rồi cái làm vàng nó gì 190, 50-75 xe 190. 50-75 xả 190 ngàn. Siêu đẹp dùm em cái đầm này dễ thương mấy chị. 190. Ai lấy 190 comment 190 mới chơi. Vàng 190 ngàn. Siêu đẹp đúng mấy chị. 190 dùm em ha. Xịn sò đẹp luôn. Rồi mấy chị muốn lên áo thun không? Áo thun đẹp nhất cái nách cái gì nhận áo thun tay dài chưa? Trời ơi không đẹp xuất sắc luôn. Có chị mình cũng lấy rồi. Rồi đang mặc đây mấy chị. Đang mặc 190. Vàng mặc Tết đi mấy chị cho nó đẹp. Mà nó thoải mái. Tết mặc cuốn bài banh nóc luôn. Còn chưa. Thề ấm gì cầm. Mặc rộng rãi dễ thương mấy chị. Nó này như đây 290. Cái áo này em trả 250 cho mình luôn. Đầm có sai rồi Linh Chương để em lên cho ba mẫu, có ba mẫu mới để lên cho. Sơ mi tay ngắn hả? Giờ một đống đây nè. Nhìn nè em. Cái hàng cho keo về chẳng lấy xem sao ta. Chơi kiếm chuyện 100k mẹ nó cho hết. Thiệt luôn á. Lỗ không chơi luôn. Cái áo này chắc keo hết mẹ nó 100 ngàn luôn. Rồi mấy chị đang mặc đi mấy chị, 50-75 ký 250. 50-75 250 mấy chị. Đang mặc này em có đen nè, em có đen với lại xanh dễ thương lắm mấy chị. Cá này trời xuất sắc mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị, 250 ngàn. Hôm nay mấy chị em mua em cũng không thấy sung mà. Tết cũng không thấy sung gì cho em, Việt Nam mình giờ ấy nè. Em xả hàng hết cho mấy chị. Rẻ bánh bèo không mấy chị. Có lợi nhuận được tương tự gì cho nó hết thì nghỉ Tết chứ chị. Rồi 250 cái gì đen với xanh mấy chị. Đen xanh nha. 250 ngàn. Tương tự luôn. Năm hết Tết hả bán ha. Như cái máy này hôm nay mà xả lỗ không cũng không ra nổi hàng luôn. Đó đặt rồi thì sẽ lấy đâu cho ấy đâu. Đây mấy chị. Cái bộ này dễ thương không? Như vậy ghê, hết rồi. Dạ đúng rồi. Cái đợi công ty giờ phá sản đó mấy chị. Giờ công nhân nghỉ thì chắc cắt tiền lương luôn. Rồi mấy chị ơi, đang mặc luôn. Hôm nay Tết nhiều người buồn queo luôn á. 45-65 kg bộ đang mặc. Bộ này thì hơi bị sang rồi. Cực kỳ đẹp luôn mấy chế. Bộ đang mặc em sale mấy chị 300 luôn.
cho hết luôn. 420 xả 300 luôn. Ai lấy lên đang mặc comment nha, chất của lem mềm mịn nha mấy chị nha. 300.000 giùm em luôn. Ai lấy comment. Để em lên cho mấy cái mẫu đầm cho chị ấy lựa. Ba trăm mấy chị ơi. Ba trăm mấy chị ơi. Những cái áo này mấy chị không lấy nha. 300 mấy một áo, sale có 150 à. Mấy cái áo không dài nữa chị. 350.000, 340, sale 150.000. Được một cái quần từ trên tụt xuống 150.000, ai lấy cùng anh. Diễm kiều đỏ 150, hồng trương 150. Rồi size 1, 2, 3, 4, 5 đầm 450. Cái đầm này sang lắm luôn đó chị. Cực kỳ sang hàng hè Tết nha. 1, 2, 3, 4, 5, 450. Có lên vùng riêng ngố luôn. Không nên chị mua cho con trai chị. Cho con trai mà tao có nhận trai rồi mà lắm. Rồi đang mặc đó chị. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 450. Đầm đỏ tết. Cái tay siêu đẹp luôn dùm em. Ai lấy comment. 1, 2, 3, 4, 5, 450 mấy chị. Đầm đang mặc dùm em ha. Kỳ đẹp luôn. Thì em nhỏ con lắm chị. Từ 50 đến 80 em có xài. Rồi số 5 cho Diễm Thái ok chị. Mẫu này dễ thương rồi mấy chứ. 470 em bán có 450. C4. Có chị tối nay có like, tối nay lê bộ. Nó tay dài. Đen 250 đó nè. Nãy vừa qua nhiều mẫu không biết đó nè. À, con gửi cho em của em. Đen danh trời heo, ok. Rồi cái đầm beo đi chị, sang lắm. 1, 2, 3, 4, 5. Cái đầm beo hơi bị đẹp. Kiểm coi cái beo này giá nhiêu. 450 luôn mấy chị. Nè, cái đèn 250 nè. Cái hai cái chi mày. Hồng trương lấy beo 5, ok chị. Beo 450.000 luôn. 1, 2, 3, 4, 5 beo đó chị. 450. Cái đẹp dùm em cái đầm beo. Chắc beo là coi diễn nha. Rồi cái đầm này đẹp có mấy chị. Lâu lắm mới có một mẫu beo luôn mấy chị. Bao sang luôn mấy chị. Beo 58 cho Trương Minh Thuận xe 1. Ok chị. 450 beo. Cái tay nè. Beo dùm em nha. 450 beo. Nhiều ngô beo xe 3. Rồi đầm mã số 3 nữa hết. Có 3 mã mới. Áo đỏ hồi nãy tôi coi diễn với chị. Mấy cái đầm coi diễn hết. Cái nào cũng coi diễn hết trơn. Áo đỏ len đó chị. Áo đỏ len. Coi diễn chứ. Len cũng coi diễn hả mày? À, ý là chị hỏi. Rồi mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5. Cái mẫu này sang rồi sang.
450 với chị. Mẫu đang mặc bao sang luôn, 450.000. Ai lấy em đang bận comment giùm em ha. Hơi bị đẹp giùm em. Beo chút lam xe 4. Ok chị ơi. Rồi đang mặc đó với chị. Trời cái mẫu này sang quá trời luôn chứ. Đang mặc cho mình ngủ không? C4, ok cô Lon. Chị Lon. Ok chị Lon, C4. Ủa chị Lon không lấy beo hả? Cái beo đẹp quá trời, beo với cái đỏ. Hồng Trương đang mặc C5. Cái beo với cái đỏ đẹp chứ chết. Xem lại beo hả? Ok chị, để em cho xem lại beo. Lên chị, đen danh xã. Đen danh xã cháo thì đen nãy chị ơi. Lai nãy giờ nói. Đen danh xã cháo 250. Nói lên nãy. Beo này mấy chị? 3.5. Rưỡi beo. Beo 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 mấy chị ơi. Ai lấy làm beo comment giùm em. 1, 2, 3, 4, 5 beo mấy chị, 450 làm beo. Hàng cao cấp giùm em cái. Chơi Noel nó qua. Này cũng này, này này chín rồi nhỉ. Beo cho Nguyễn Lo 4x. Đây mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5 450 luôn. Mỗi đang mặt hơi bị sang quá. Thì đẹp. Đỏ cho Nguyễn Loan 4 luôn. Đó là phong xuông hay phong body. Cái này là dạng không có body đâu chị. Mấy cái hàng bên này ít body lắm. Tại hàng chung chung này. Body đỏ 2 cho thấy à. Cái đỏ nãy phong xuông à. Cái đỏ trước là phong xuông đó, sao chị không lấy. Rồi cái 2x cho Trần Hàng luôn. Diễm Thái đỏ 5 đang mặn nè. Diễm Thái hết 5 nè. Còn 4, 1, 2, 4 hết 5 nè. Đỏ này hết 5 nè. Để em quay cái đỏ lại cho. Coi cái đầm beo hay gì. Hả? Hả lên luôn nè chị. Lên một hồi em chết luôn. Đỏ có xem không? Đỏ có C4 mà hết rồi. Cái này nó hết rồi, bữa em lai hết trơn rồi, không còn. Cái beo này chị, beo đẹp lắm.
đầu tiên nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Đầm sập 48 thì thấp thì mặc được chị, còn thôi về bóp vô. Tại cái đầm sập cũng dễ bóp chị. Chứ giờ theo chị về sao? Chị về bóp vô xíu. Lấy là mã đang mặc 1. Lấy mã đang mặc size 1. Mẫu cầm Bình Thục Linh là lấy cái đỏ đúng không? Đỏ nơ đó. Rồi lấy, ok. Nè cái này nè chị, phong xuông nè, không lấy. Cái tay nè, tại em mớ mớ chị mặc không thấy đẹp nha. Nè thấy không, ôm phơm như nè, kỳ sinh luôn á cái làm này á chị. 1, 2, 3, 4, 5 450, đeo cho ngọt trong đá xe 2. Tết em lai với đi đá mình nhậu nhiều quá rồi không nhớ nhé. Còn 46 ký rồi má ơi. Rồi mấy chị, cái này 6 vừa trời. Xe 5, xe 1 mà gì, xe 5 chà bá. Cho coi chiếc xe 5 thành phố mà không vừa đổi má ơi. Có gì cái này không xuông mà phải không ôm, ôm body đâu sợ. Nè không xuông mà phải ôm body đâu sợ. Không body mới sợ chứ. Trời ơi, gì cũng vừa 85kg mà còn được. Chất thì co giãn má ơi. Mượn không biết mua cái gì luôn á. Chị mua cái này cái kia 5 ít chị mặc không vừa. Bao nhiêu? Có một cái chị Linh Chương. Rồi ai lấy đang mặc cầm anh em ha. Bên em co giãn hết rồi mấy chị. Cái này cũng dễ hơn những cái khác. Mình được lên xả cái 300 nha. Cái len 300 á, đầm á. Mình hụt lên xả cái 300 mấy nhỏ ơi. Rồi cái đầm này chị 450, bao sang. Màu nâu. Đỏ 5 cho chị Linh Trương nè. Một. Cái đầm này còn mấy size à? Cái một cái này. Cái này sang rồi là sang nè. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 đang bận. Chị Linh Trương cái này chị mặc cũng ok nè. Cái này quá trời sang. Chị nào thích sang chảnh thì mặc cái này. Rồi đang mặc comment giùm em nha. Tối đúng rồi mấy chị còn mấy cái hết à. 450, 1, 2, 3, 4, 5. Còn có 1 ri á. Chánh Quỳnh lấy 3. Cái này nè. Cái này dạng vest đẹp lắm luôn. Chị mua cái này rồi, Chánh Quỳnh lấy 3. Cái này dạng vest đẹp lắm luôn. Cái này 55-85kg mặc vừa. Mẫu này nha, 55-85 nha mấy chị. 50kg mặc không vừa nha. Mẫu đang mặc á. Cái này giống dạng vest, mặc dễ bao dễ thương. 450 đang mặc. Vì sang không mấy chị. Ai lấy đang bận comment giùm em cái. Kỳ đẹp luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 450 mấy chị. Siêu sang luôn. Đỏ 5 cho dầu, dầu ngọt. Dầu ngọt cái đỏ 5, ok chị. Cái này chị nhắn coi, hết hỏi quá trời cái đầm này luôn mà không có làm mình chết. Rảnh chứ là hả, rồi cũng không có rảnh rảnh mà người ta chảy mà người ta chảy. Mang hiếu 80kg, 450 đầm đỏ. Mang hiếu 80kg, ok chị. Siêu đẹp giùm em luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5.
450, màu rêu, thêu bông. Bông nổi nha mấy chị nha. Nổi này hơi bị sang. Bông nổi sang không? Thì đẹp luôn á. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. Còn có mấy cái. 450 rêu. Rêu thêu bông 450 giùm em. Ai lấy em đang mặc comment. Cực kỳ xinh mấy chơi. Lê Thảo xây 2. Ok chị ơi. Quang dở lấy xem 1 đang mặc. Quang Dương lấy 1 hả? Đầm đỏ tết. Em giờ chị mới vô. Có chị chờ em xíu đi. Kêu cho Quang Dương 1 luôn nè. Đang dở. Tám bảy xe ba đúng rồi chị, riêu cho Tú Trang Trần 3, Bảo An 73 kg mặt 4, rồi 87 kg mặt 3 chị, tiền nhà cái phôi nào bự thì nó hết. Làm đỏ mặt tết luôn, hiện nay mà nó rớt nguyên tuột quá, nó rớt sai đó. Em like cho mấy chị mua hộp tết trước nha. Một hai L L 1 2 3 4 5 6 riêu size 4 cho chị đen hà. Trời ơi nó đẹp quá chứ, quá chị đẹp cái đầm luôn. Riêu size 4 này rồi mình ăn mặc cho mấy chị. 100 một đầm, 1 L, 1, 2, 3, 4, đầu nha, 5, 6 ít. Đang mặc là 500k mấy chị. Từ 45 cho tới 85kg mặc vừa giùm em cái đầm này. 500 tiền mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc giùm em một cái. Hàng VIP nha mấy chị nha. Bao cho mấy chị không có đụng hàng và không ai có trên Facebook đâu, 90kg đủ loại mấy chị mặc luôn giùm em. Cái chất dày cho nên mấy chồng chị mặc sẽ không thấy bụng nha. Hàng xịn giùm em cái. Và không có lỗi thời luôn. Riêng mấy cái hàng này không bao giờ lỗi thời, năm mấy chị để năm sau mấy chị mặc cũng ok luôn ha. Diễm Kiều đỏ size 2 luôn, ok chị ơi. Tao với chị mặc cũng không lỗi thời luôn. Rồi à, chị đỏ tết size 6 và size 3. Ok chị Mai Hiếu 6 và 3. Trời ơi. Rồi chị Kim Hồng Dương size 2. Ok chị ơi. Rồi chị Trinh Nguyễn 62kg. Ok chị ơi. Rồi chị Bạch Liên size 6, ok chị yêu. Quá trời đẹp. Mấy chị. Cao bình là 80kg size 5. Em đang mặc là size L. Hơi bị sang luôn mấy chị. Giá 500 một đầm. Siêu đẹp giùm em. Trời cái chất đẹp lắm luôn mấy chứ. Xịn sao đẹp mấy chứ. 45 đến 80 đến 90kg có size. 57 cho Loan Nguyễn, ok chị. Thì đẹp giùm em cái. Thanh Nguyên Trần là 80kg xe 5. Ok chị ơi. Bao đẹp đúng không chị? L nhỏ nhất chị Nga. Cái này rất là dễ bóp ha. Ví dụ không vừa mình về mình bóp vô xíu tình yêu. Chứ hàng hàng của nó là hàng cao cấp, nó chỉ có đúng L nhỏ nhất người yêu.
Rồi Mỹ Lê lên đang mặc một ha. Cái này bóp được chị. Và chịu khó anh bóp cái. À, cho mấy chị không đụng hàng và siêu đỉnh luôn. Cực kỳ đẹp. Còn chị muốn mua hàng có size theo chị thì chỉ có hàng nhái thôi. Chứ là hàng nhái sẽ không bao giờ được cái chất như thế này, form đẹp như thế này mấy chị. Cả bên 8 kiếm đến 5 rồi chị. Không có ai có cái mẫu này đâu chứ. Mà chỉ có hàng của Quảng Châu mới có mẫu này thôi. Thanh Vân Nguyễn cho chú chốt đó chị. Thanh ai? Thanh Vân Nguyễn. Thanh Vân Nguyễn 78kg mặt 5. Rồi ai lấy đăng mặt comment thì em ha. Hơi bị xinh luôn á chứ. Rồi chị Hằng dở một ít. Ok chị. Mua đi mấy chị để đông đông hết size. Không có size đâu mà mặc. Năm sau chị không học màu đỏ còn màu nào. Màu đen chị. Mẫu này em có đen cũng có mai mặc. Chứ dạng này nó không có gì đâu. Chỉ có đỏ đen thôi. Đen này chị. Đẹp lắm. Rồi xong rồi đó, bán lô này nữa là hết. Không có hàng nữa đâu mới chết. Lấy cho chị 5. Tao mình lấy 5 rồi. Em lấy rồi chị. Rồi mấy chị thấy. Cái chất của nó dày mịn mát cho mấy chị nha. Chứ không phải mấy chất mỏng lét đâu mấy chị. Mấy chất hàng nhái mỏng lét là mấy chị lên đó, nó bị cái bụng liền. Đầm đỏ 420 đi em. Đầm đỏ gì 42 chị. Đầm đỏ là 42. Đang mặc đi mấy chết. Đẹp xinh sao đẹp luôn em. L đến 6X mấy chị. L đến 6X eo. Cực kỳ đẹp luôn mấy chết. Cổ tàu. Siêu sang và đẹp. Ai lấy comment. 500 một đầm mấy chơi. Nói chung mấy cái mẫu này thì mấy chị không có bị lỗi thời ha. Năm nào mấy chị mặc cũng được hết trơn trời. Đúng chị, hàng chuẩn size, em đang mặc L. Mấy mẫu này chuẩn size hết. Tối mới lên bộ Quảng Châu nha. Chị lấy C3 ha, ok. Hàng này chuẩn size. 3X là 70kg mặc. Ok, chị lấy 3. Làm đang mặc siêu đẹp thì mẹ em có đỏ và đen á. Đỏ và đen nha mấy chị. Ai lấy đỏ comment đỏ, đen comment đen nha. 500 một đồng. Cái chất đẹp xinh sao đẹp. Từ 45 mấy chị, 45 đến 90kg. 45 90 em có sai. Còn áo len 210 không em còn chị, giờ để lên cho nè, đang chuẩn bị lên nè. Chuẩn bị lên giờ. L đến 6X. Mã đỏ số 2. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Cực kỳ sần sò đẹp luôn. L đến 6X eo mấy chị. Ai lấy comment giùm em siêu đẹp. 520 đầm này. Ai lấy em đang mặc comment 520. Cái đầm quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. 520 mấy chị ơi. Hơi bị sang đẹp. Mấy chị mặc mấy cái đầm này người ta tưởng mà đâu mấy chị bên Quảng Châu. Dân Quảng Châu. Rồi ai lấy comment giùm em nha. Mã số 2 mấy chị. Rồi em ngưng đầm đỏ nha. Để nó view cao rồi lên mấy chị. Giờ lên. Rồi lên áo cho mình nè. Lên áo nè mấy chị. Áo đen cho mấy chị mặc tết. Siêu đẹp giùm em cái.
200. Này hạ giá mình 55 80 ký 200 đỏ. Trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. 55 80 kg 200. Rất là đẹp luôn giùm em cái. Mẫu này mấy chị. Xịn sò đẹp giùm em. 200 mấy chị. Ai lấy comment giùm em 200 cành. Mã 270 cho anh Nguyễn C3. Một cái đầm. Rồi ai lấy em đang mặc comment mấy chị ơi. Hơi bị đẹp giùm em nha. Cực kỳ xinh mấy chị. 200 nghìn à. Len phối mấy chị ơi. Trời cái này mặc tết đẹp cực kỳ. Đầm đỏ 75 của em có chị. Chính từ 45 90 kg em có size chị ơi. Còn áo em đang mặc là 200 nghìn mấy chị. Cực kỳ đẹp giùm em. Đầm đỏ 2 size 2 mẫu 2 ok chị Hiếu Mai size 2. Size 2 mẫu 2 520. Đầm đỏ này đẹp mấy chị ơi. Rồi ai lấy áo của mình. Trời ơi cái caro này mặc đẹp mấy chị. Có quần riêng này đẹp lắm. Có 200 nghìn à. Cái áo ây da. Xíu mình muốn nào gỡ nó cái đầu đi. Đi gỡ đầu cái. Cái đầu mày á. Có này là khỏi ngủ luôn. Ai mà hung tao cái táo quả luôn. Hôm đó hồi trời là thần. Thanh lam hả mặc được luôn á chị. Trời ơi nó đẹp rồi mấy chị ơi. Xuất sắc luôn em cái. 210 nghìn. Wow, nó đẹp mấy chứ ơi. Thôi bán cho mấy chị 200 luôn đi. Đầm đỏ cho Trương Thị Yến là 75kg mặc 4. Đang mặc nha. 55, 80kg đúng đẹp luôn 200. Không mua tiếp em chơi cái gì hay luôn. Em có màu xanh rêu, xanh đen. Với đen thêm với đỏ đô, 4 màu. Đẹp quá trời đẹp luôn các chị. Ai lấy comment giùm em. 200. Đen luôn. 200 cho Nguyễn Hồng Thúy lấy ha. Lấy màu gì? Màu xanh rêu đúng không? Ok chị. Rồi mấy chị đỏ đô luôn nè. Ưu tiên mẫu này luôn. Nhận hàng không đẹp, không xịn, không lấy tiền giùm em. Ngọc Hoa Vinh lấy rêu luôn. Ok chị. 200 tiền mấy chị nhanh tay. Đỏ đô nè mấy chế. Trời ơi không đẹp mấy chơi. Màu đen nè mấy chị. Màu rêu nè mấy chế. Mua nè mấy chế. Quá trời rẻ luôn. Rồi Nguyễn Hương lấy rêu nè. Ok chị. Nguyễn Hồng Thúy lấy xanh ăn mặc rồi. Em lấy rồi. Em lấy rồi. Rồi Yến Lê lấy rêu nè. Nguyễn Nhàn xin số điện thoại liền chị. Xanh đen đẹp chưa. Nguyễn Nhàn xin số điện thoại liền. Xả cho chị đầm đỏ tay 1. Xanh gì. À, mẫu 1 size 3 chị mua cho bé màu lớn quá ấy quá nhé. Yeah. Ok Mai Hiếu xả cái mã 1 của em size 3 ra chị Mai Hiếu còn để số 6 lại nha. Xanh riêu hết hàng mẫu này chị ơi. Nguyễn Nhàn không có số điện thoại sao chốt má. Có rồi. Đâu ở trên trên đỡ đô đúng không. Còn còn nha chị em thêm điều nữa đó không phải. Màu riêu hết rồi. Riêu hết là Nguyễn Nhàn có nè. Rồi đang mặc nha. Xanh đang mặc cái như ý trần là xanh đen. Với đen với đỏ đô mấy chị. Rêu hết hàng. Xanh đang mặc. Hết rêu rồi. Còn xanh đen với đỏ đô. Với đen thôi. Trời ơi có 200 nghìn mua đi mấy chế cái áo quá trời đẹp. Ai lấy comment ha. Thì xinh luôn mấy chị. Mấy cái hàng này đẹp lắm. Mua gì. Ủa về nhiều hết nhiều mấy chị. Cái lô trước không còn luôn á. Rồi nhanh trần là đỏ đô nè. Mẫu len phối lụa đẹp lắm. Chị mới nhận mua thêm đúng rồi. Trời ơi nói chị mới nói, nó đẹp. Nếu mà cái hàng này á mấy chị biết mà mấy năm mà giống như mỗi năm á không sale là phải 300 mấy một cái. Tại vì năm nay bên đó nó bùng dịch mấy chị nó mới sale giá này thôi mới chết. Mấy chị thấy là áo Âu mà nó không ra mẫu nó mới viết rồi đó. Rồi đặt có sale rồi mấy chị.
Rồi Thanh thì Trinh là lấy xanh đen nè, ok chị ơi. Rồi em có đổi đô với đen nha. Này em bán em chị bao rẻ luôn, 200 ngàn. Xanh đen Trang Lê. Trang Lê xanh đen. Chất đẹp, nhấc cái nách giùm em cái. Rồi Hằng Lê xanh đen luôn. Xong rồi chị nào có một xe ba. Tao đập mày bây giờ á. Nghĩ sao cái đầm ấy mà đi lấy cái đầm kia là sao? Đâu cái đầm nó cầm cái đầm tết vô kìa chị. Thì ý là cái nó đem cái đầm kia kìa, xanh đen Nguyễn Nhật hả? Hồng Hạnh đấy đâu, xin số điện thoại đi chị. Có cái chị nhanh nhanh chuẩn chị lấy đổi đô. Nhưng mà không có cho số điện thoại. Có cho rồi. Ở đâu? Ở dưới rồi. À rồi ok, đổi đô nè. Rồi Hạnh Trần đổi đô xin số điện thoại nha. Nguyễn Nhàn xanh đen hết rồi phải không? Rồi em còn đen với đổi đô thôi mấy chị. Xanh đen hết thì gì thầy ơi. Bữa nay mạng yếu sao ta? Chị comment cho chậm đi. Em còn đúng một cái đổi đô với màu đen nữa hết. Đang mặc là đen đó chị. Đen với đổi đô. Rồi một cái đổi đô thôi nha. Còn mấy cái đen. Áo là cực kỳ mát và đẹp. Minh Phan lấy đầm đỏ mã 2 520. Ok chị. Đang là. Rồi Khanh Trần có rồi đúng không em? Khanh Trần hồi nãy như có rồi mà. Hồi nãy là Nhan Trần. Rồi ok. Khanh Trần lấy đỡ đô. Ok rồi hết đỡ đô nha. Rồi còn đen thôi. Rồi hết. Cái đỏ này 200 đẹp cũng chết không lấy chị. Cái đỏ caro nè 200 ngàn. Đẹp xịn sò luôn mấy chế. Ai lấy comment giùm em 200. Siêu đẹp mấy chị ơi. 200 siêu đẹp mấy chị ơi. Lấy cho chị rồi chị Thanh Trần ơi. Lấy rồi chị ơi. Chăm dùm em mấy chế ơi. Biêu tụ lắm, có gì tối chị ơi, Duy lai đầm lại chị ơi. Tối lai đầm lại chị ơi, giờ không có lai đầm nữa đâu mấy chế. Hai trăm em chốt cho Vi Huỳnh 200. Vi Huỳnh áo 200. Trương Thị Yến caro 200. Ok chị. Chị đẹp giùm em nha. Đó, cái mẫu này nó đẹp. Sắc luôn đó chị. Không đẹp, không lấy tiền giùm em. 210k. Em có nâu, có đỏ, có đen. Đẹp nhất cái nách luôn. Nâu đỏ đen 210. Ai lấy comment. Siêu đẹp mấy chị. Oh wow, nó xịn sò luôn mấy chơi. Nâu đỏ đen 210 ba màu mấy chơi. Ai lấy comment thì em cái nha. Cực kỳ xịn sò đẹp luôn. Cái mẫu này sang nè mấy chị. Nâu màu đỏ màu đen 210k. View hình lấy đỏ ok chị chọn. Như chị thấy Hồng Nguyễn lấy đỏ luôn. Ok chị. Chị đẹp quá chết. Em lấy comment giùm em cái. Nguyễn Diệu Linh lấy đỏ. Nâu chứ thì Thiên Nguyễn nâu. Ở lại cho năm chị rồi chuyện họ xuống đổi đâu. Chị chỉ đổi năm em ơi, đầm bé. Chị Thầy Nguyễn ơi, lấy cái áo này thì sai 58 kg vậy.
Rồi em có nâu, có đỏ, có đen. 210 này siêu đẹp dùm em cái. 210 quá rẻ luôn mấy chị. Đỏ đô 210, nâu 210 và đỏ tươi 210. Cáo đẹp xuất sắc giùm em. Đỏ đô nâu. Đỏ tươi còn 2 cái hết. Mấy cáo này không có hàng đâu các chị. Về được có hết chị hết rồi đó. Này là cuối luôn. Không về nhà được nữa nha. Rồi. Ai lấy comment giùm em. Đỏ đô mấy chị, nâu và đỏ tươi. Đỏ tươi còn đúng 2 cái. Mặc tết đi mấy chị. Đỏ đang mặc cho Hạnh Trương. Ok chị, đó là đỏ đô. Nâu cũng đẹp. Đôm chất Diễm Thái. Ok chị. Cái chất siêu mát và đẹp luôn dùm em. Em để đi ngồi đổi. Rồi, Nguyễn Nhàn lấy đỏ đô. Phiêu hình đỏ tươi, ok chị. Nguyễn Tiền đỏ tươi. Rồi mất tươi nha chị. Em còn đô thôi. Đô với nâu, thằng Nguyễn đỏ đô. Ok chị. Cái nâu nè. Đẹp xuất sắc luôn. Ai lấy nâu, comment nâu. Thằng Nguyễn có rồi nha. Đỏ tươi đen, đỏ đô, nâu. Cáo đẹp nè. Sắc luôn. Mấy cái quần em đăng có like không gì? Tranh thủ mua rồi đi chơi. Qua Tết. Mới về hả? Chị Phạm Nguyên hả? Chị thích like cái quần đó hả? Tối được không? Chị khi nào đi? Chị tối em lo đầu ra em like cho chứ giờ. Like rẻ thôi, em sale rẻ quần đó, em xả rẻ cho mà. Cái hàng đó là 300 nghìn á. Mà em xả cho mấy chị 200 cái quần đó thôi. À, thì đẹp luôn, nâu. Xanh đen, đỏ đô đang mặc. Đỏ tươi. Chị Sương bé tí. Lê Thu gì? Thị Thu Mỹ Duyên lấy đang mặc phải không chị? Đang mặc comment mã 2 dùm em đi chị. Để lộn nè. Đỏ tươi phải không em? Dạ. 210. Tối gì? Tối đi hả? Tối nhà gì? À, tối nhà gì? Tối like à. Rồi để họ kia cũng nó giục ra. Tối like. Rồi mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Xanh đen, nâu, đỏ tươi, đỏ đô. Có chị Thị Thu Mỹ Duyên chị in chưa? Được. À, Thị Thu Mỹ Duyên ơi, chị lấy đỏ đô trước hả? Trước đúng không? Nè. Xanh đen, nâu. Thấy Nguyễn nói xanh đen nè. Xanh đen với nâu nè. Đang mặc nè. Quá trời đẹp mấy chị. Chị lấy đỏ tươi, xả đỏ đô trước. Thanh Trần lấy đỏ tươi nè. Xả đô trước. Đỏ đô 80kg. Chị Sương biết lấy đỏ đô luôn. Lụa chị đẹp lắm, yên tâm. Mua mà không đẹp không mấy tiền. Rất là nhiều chị thích hàng ngày luôn chứ ơi. Không phải chất mát, sần tò chị. Xanh đen cho Nguyễn Nhàn. Yên tâm nha chị. Chất đẹp dám ăn. Tới cũng được hả? Chị Sương bé tí lấy gì ạ? Đỡ đô trước đúng không rồi? Đỡ đô trước xả, xả cái đỡ đô này ra. Rồi Nguyễn Loan xả đầm beo. Phương Thị Mỹ Duyên lấy trước đúng rồi, em lấy rồi. Xanh đen cho Thảo Đô. Rồi ok chị. Chị mới được có mã này thôi, phải không? Hai mã rồi mà, chị Thị Nguyễn, chị được hai mã rồi mà. Xanh đen như Nguyễn Tiền luôn à. Rồi đỏ tươi, đỏ đô nâu. Đỏ đô đang mặc cho Đen Hà. Đen Hà lấy đỏ đô. Đẹp quá trời đẹp, mua đi mới chết.
chị Hằng em lấy rồi. Xả bia đi con. Của ai à? Của Thanh Trần. Ồ, cáo nó đẹp lắm chị. 200 đó chị. Cái chất hả nó mát lắm mà nó đẹp, dễ sợ đẹp luôn. Vàng 200. Em có vàng. Em có nâu. Nâu, cái áo phun đá vàng nâu nè. Vàng nâu đen. Đen với xanh rêu. 200 một áo. Thầy Nguyễn xả mã trước nha. Trời ơi mấy chị ơi, lựa kỹ giùm em đi biết chứ. Mày lựa lên này xả kia mà sao em bán, có chết. Mã trước à. Rồi đen mấy chị. Rồi gói lộn luôn mấy chị, một chị thì còn được. Hết gì này mấy chị kia làm sao bán mấy chết. Rồi ai lấy trộn cái áo nó mắc lạnh luôn mấy chị, đẹp lắm. Rồi rêu chị, rêu vàng nha, đen nâu. Cái chất cực kỳ đẹp giùm em nha. Đen tay dài cho Hạnh Trần. Hạnh Trần như này đúng không? Bình thường đúng không? Có bình tâm. Đen cho Hạnh Trần nè. Rồi vàng cho chị Hằng Lê nè. Hằng Lê vàng 200 nè. Vàng cho chị Sương Bé Tí nè. Chị Tích Min nè. Tích Min lấy vàng nè. Rồi ok, Như Ý Trần lấy đen nè. À, chị lấy xanh lá đổi đen. Rồi Hạnh Trần lấy xanh lá đổi đen em ha. Dạ. Lấy xanh đang mận nè. Đen nè. Rồi Minh Phan lấy rêu nè. Ok chị ơi, cái rêu quá đẹp ha. Chị Tin cái chất ngọt quá. 200 mấy chị. Màu đen luôn nè. Bốn màu đó chứ. Chị Sương Bé Tí ơi, hàng phi size không, mặt không có ôm nha chị nha. Mấy dạng này phơm rộng rộng không có ôm nha. Ôm là chị không có mua được nha. Không nói trước mất công. Chục đỏ đô 200 luôn. Cáo này cực kỳ đẹp nè mấy chị. Sang ơi là sang không mấy chị. Đỏ đô cam mấy chị. Đỏ đô cam hồng. Ai lấy comment giùm em. Cam hồng. Màu rêu luôn. Mấy chị ơi, nhận cái áo này nó đẹp giả man luôn á. Cái chất của nó đẹp lắm. Nó mềm mà nó mịn, nó sang. Nó đẹp mà ngang ngửa với áo quy á, mấy chị biết rồi đó. Cái chất á. Áo quy 400 mấy mà đẹp ngang ngửa với áo đó, mấy chị biết rồi đó. Mấy chị mua cái áo quy này quy rồi gì. Chất đúng xịn luôn. Thấy nó còn đẹp hơn quy. Rồi mấy chế xanh nha, nâu luôn. Thì xinh 200.000 rồi mấy chị. 200 dùm em mấy chế ơi, chắc cực kỳ mịn đẹp, nâu luôn, năm màu mấy chế. 200.000 em lấy comment dùm em ha. Thì sang giùm em cái nha. 200 mấy chị ơi.
tươi nè. Để đồ cũng đâu có đỏ tươi đâu. Đỏ đồ nha, không có tươi nha. Rồi mấy chị. Tím 210. Tím giùm em. Xinh đẹp. Tím với xanh. Cái lâu trước hình như thế này còn hết không? Ừ. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Tím. Tham nữa mấy chị. Cam tươi nè. Cam tươi đẹp lắm. Cam tươi luôn. Màu lá màu nâu quá nè. Lá nâu đỏ vàng luôn. Nhà thích màu đó, màu đó nha. Cái đỏ tươi nè mấy chị. Đỏ tươi nè. Vàng luôn mới chết. Vàng cái gì? Vàng cũng đẹp. Rồi ai lấy cờ bên giùm em ha. Có áo len. Ôm áo len mà ôm ôm body kìa. Áo thùng ôm body. Len ôm body quá. Rồi mấy chị. Đỏ đô cho anh Thị Thu Mỹ Duyên nè. Bữa chị kia có áo tay vậy. Áo tay dài ngắn tay không chị? Đỏ đô hả? Đỏ đô mẫu nào? Mẫu trước đúng không? Chứ mẫu này thì em đâu có đỏ đô đâu. Mẫu này có tím nè, có xanh biển nè, có cam nè, có đỏ tươi nè, vàng nè, xanh lá, nâu nè, xanh, màu xanh, xanh lá, xanh, xanh rêu nè, đẹp nè. Tay dài nè, tay ngắn nè. Nè. Vàng chút cho nhanh trần nè. Ok chị. Màu nâu nè. Cái áo này sang lắm luôn á chị. 55-80kg rồi. Cực kỳ sang, nhận hàng không sang không mấy tiền. Huỳnh Linh nè. Huỳnh Linh lấy đỏ nè. Ok chị. À chị gì? Phạm Diêu vừa đó chị. Nói chung là em mới like lâu trước không hết mấy trăm áo rồi. Thì mấy chị về cứ nhận hàng đi. Trời ơi không đẹp không mấy tiền. Lần này về được có ít nữa hết. Rồi ai lấy đăng mặt comment ha. Tím đủ màu quá chứ. Đỡ đâu trước. Ok. Đỡ đâu trước. Hàng phi sai chị ơi. Hàng phi sai. Vitamin. Chắc em lấy ra. Mấy tiếng. Có cái hàng mà em bán buổi tối cuối cùng đó. Nó sẽ có cho mình là xe 1245 á. Cáo nó thun nó tay dài đẹp miếc mắt. Chị nào coi cáo không? Ai nhận hàng cũng khen chất vì quá đẹp. Cáo mới đăng lắm chị. Đẹp lắm. Đẹp nhất cái nắp luôn nè. Cái cá này chị nào không mua tiếp nè. Nó hết là không có hàng đâu mấy chứ. Này. Còn mấy sao nè. 1, 2, 3, 4, 5 đi mấy chị. Còn đủ tay không nè. 230 một áo. Cái chất đẹp ơi đẹp. Chất đẹp nhất cái nắp luôn. Không còn xe 1 nè. Xe 2 nè. Xe 3, xe 4 mà. Một, 2, 3, 4. 230 một áo. Chất đẹp xịn sò luôn. À, lấy em đang mặc comment nha.
1, 2, 3, 4 mới chơi. Bao nhiêu nước? 230 một áo. Cái chất là thun cao cấp, mịn đẹp. Rồi chị Jasmine size 2 nè. Ok chị. Anh Trần size 4. Đó là đẹp lắm em. Thằng Lê size 4 nè. 230 nè. Đang mặt phải số 2 đúng chị. Trời ơi cái chất nữa chị. Nó nhẹ tên mà nó đẹp giả may mắt lại. 1, 2, 3, 4, 5 á chị. 230. Cực kỳ đẹp dùm em cái. Mã số 2. 1, 2, 3, 4, 5. Hai lấy comment dùm em. Đủ size, mã 2. Mẫu này mặc siêu bụi luôn. Mã 2. Trúc Phương lấy 5 nè, ok chị. Giá là đẹp lắm chị ơi. Rồi cuối năm nó có giá sale cái gì. Chứ bình thường giá nó là 290 đến 320 cái áo này. Đem Hà lấy 4. Anh Trần lấy 4. Đẹp giùm em nha. Cây sần sò. Má 2 xe 5 cho Nguyễn Tiền ok chị. Bộ siêu chen không chế. Đen Hà xả cái đầm nãy nha. Đầm gì chị? Ừ. Thiệt mấy bà này bên em mua lẫn gì mà xả tức luôn. Xả mà muốn xả luôn á. Để coi đầm gì. Đầm một đỏ đô riêu 4x. Đầm riêu á em ơi. Cái đầm riêu 4x 450 á. Đúng không chị? Ruby Hạnh. Ok chị. Năm 55 mặc size 2 Ruby Hạnh đây. Ba lô á thì chị được, chị chờ em đi để cà nớt nó về á, nó mới lôi đầu xuống được tại để trên cao. Chứ còn mà bây giờ nhân viên em lên lấy không được. Ruby Hạnh lấy ăn mặc ha. Làm gì? Để làm gì? Cho má đó hả? Đây chị thấy Nguyễn Thiên C3 đang mặc nè. 230. Rồi Alex em đang mặc comment nha. Cá này đẹp xuất sắc đó chị. Thank you.
2345 đang mặc luôn đó chị, 230.000 luôn. Áo đẹp xuất sắc giùm em cái. Cái gì nó thật chứ. Có chai đâu sợ. 62 cho đầy Trần mã trước ha. Cái 2 chữ đây đúng không, mẫu này đúng không? Trời ơi, mấy chị muốn lấy mình lên mã cho em cái, mấy chị đặt vậy sao ta biết đường lấy gì chứ. Cái này đúng không chị? Rồi Hạnh Trần lấy 4 nè. Rồi ai lấy em đang mặc cầm anh nè. 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị ơi. Tập em. Trời ơi, cái chất nữa chị. Cái đẹp xuất sắc luôn giùm em cái. Ai lấy comment giùm em. Rosy Hạnh xả ra đi em ơi. Đúng rồi. Một chị Dung, ok chị Dung. Thôi ấp lại chị, tối nay tiếp nhận. Ấp lại ấp ra đi chị ơi, tối nay nha. Ôi trời ơi. Hey, hey.